Lời nói đầu tiên, Mimi thay mặt cho những thành viên của truyền thông công lý xin gửi lời chào kính trọng nhất đến Tổng thống Ngài Đào Minh Quân, quý ông bà, cô chú, quý khán thính giả, quý anh chị em, quý đồng bào, quý đồng hương trong và ngoài nước, các quý đồng nhiệm đang xem và lắng nghe chương trình phát hình truyền thông công lý trong buổi livestream lần thứ 47 này. Để mở đầu cho chương trình, Mimi xin trân trọng kính mời quý vị và các bạn cùng với chương trình, chúng ta dành một phút để dâng lời cầu nguyện cho quê hương Việt Nam. Việt Nam Cộng Hòa, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, lấy lại đất tổ không làm khổ dân. PO Box 2807, Anaheim, CA 92814. Lời cầu nguyện. Hôm nay, truyền thông công lý chúng con và các đồng nhiệm trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Đào Minh Quân, nguyện xin đấng tối cao, trời, Phật, hồn thiên sông núi, các bậc tiền nhân, anh hùng dựng nước và giữ nước, phù hộ độ trì cho Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, để Tam Việt Nam Cộng Hòa sớm hoàn thành sự nghiệp, giải thể tà quyền Cộng sản tại Việt Nam, để lấy lại đất tổ không làm khổ dân. Lời cầu nguyện chấm dứt, xin trân trọng kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng đến với một phút mặc niệm để tưởng nhớ các tiền nhân, anh hùng tử sĩ đã ngã xuống vì lý tưởng cho sự tự do của dân tộc Việt Nam chúng ta. Xin trân trọng kính mời và kính cảm ơn với lòng sâu sắc nhất. Hỡi các đại nghĩa sĩ tân dân chủ, hỡi các anh chị em máu thịt Việt Nam, chúng ta do dân tộc mà hình thành, vì dân chúng mà đấu tranh. Đúng vậy này, tuy cho đến mãi mãi muôn muôn về sau, là màu mỡ cho đất đai, là kết tụ của tính Việt, là tự hào, là di sản cho con cháu. Tinh và hồn luôn luôn cùng sông núi. Sống thì phải cho lắm liệt, mà thác cũng phải đáng tự hào, bất khuất và hùng anh. Giang sơn biến, toàn dân tham chiến, đồng một lòng lửa tiến kiêu hùng, đập tan sông lược mạnh đông, gái trai giữ vững non sông muôn đời, xương thịt nắm mỉm cười chín suối, hồn hăng say tiếp nối hy sinh. Oanh liệt chết oai linh, lưu hương bất khuất vang danh xa gần, vì tổ quốc vong thân đáng trọng, xác thịt tan danh sống dân thờ, voi hùng chết để cặp ngà, hồn thiêng xa bay nhưng ra vẫn tường kính hương hồn liệt sĩ, lặng cúi đầu quyết sẽ noi gương, muôn người dâng nén tâm hương, cầu hồn siêu thoát hằng thương giống nòi. Truyền thông công lý, kênh chính trị giáo dục quốc gia, kết nối người Việt trên khắp thế giới, giải mã sự thật từ thế giới,
trong suốt 10 năm qua. Truyền thông công lý được phát sóng định kỳ vào thứ 6 hàng tuần trên Facebook Truyền thông công lý. Truyền thông công lý, nơi sự thật được phơi bày. Xin trân trọng kính chào quý đồng bào, quý đồng hương trong và ngoài nước. Hôm nay, Đỗ Tuyết xin đọc thông báo của Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Văn phòng Thường trực, Lấy lại đất tổ, Không làm khổ dân, PO Box 2807, Anaheim, California, 92814. Thông cáo số 201-90605-001, Văn phòng Thường trực. Ngày 25 tháng 6, 2019, trích yếu về việc xâm phạm tài sản và tài nguyên quốc gia, tham chiếu sắc lệnh số 002-201-90501 trên TT do Tổng thống Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa ký ngày 1 tháng 5, 2019. Kính thưa đồng bào và quý đồng nhiệm, chiếu sắc lệnh số 002-201-90501 trên TT do Tổng thống Đào Minh Quân ký ban hành ngày 1 tháng 5, 2019 về quyền hạn và trách nhiệm của Tổng thống Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa phải bảo vệ tài sản và tài nguyên quốc gia được ấn định trong Hiến pháp Việt Nam Cộng Hòa. Văn phòng Thường trực, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời xin lưu ý. 1. Chiếu theo Hiến pháp thì tất cả tài sản và tài nguyên của đất nước, kể cả các kho tàng trên lãnh thổ Việt Nam, đều thuộc trách nhiệm cai quản và bảo quản của một chính phủ hợp pháp do dân bầu lên, mà hiện nay là Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. 2. Sau khi Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời khai sáng nền Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa đã nhận được đa số phiếu trưng cầu dân ý của người dân Việt Nam trên khắp thế giới, tín nhiệm bầu chọn Thủ tướng Đào Minh Quân là Tổng thống Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa đã trở thành vị đạo và là đại diện chính thức của nước Việt Nam. 3. Vì vậy, mặc dù Đảng Cộng sản Việt Nam và cái gọi là Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đang cầm quyền tại Việt Nam, nhưng do chúng cướp chính quyền năm 1945, rồi đem quân xâm lăng miền Nam Việt Nam, vi phạm Hiệp định Geneva 1954 và Hiệp định Paris 1972 do Đảng Cộng sản Việt Nam ký kết. Do đó, theo công pháp quốc tế và luật pháp quốc gia, chúng không có quyền sở hữu chủ và cũng chẳng có nhiệm vụ cai quản hay bảo quản tài sản hoặc tài nguyên thuộc về Việt Nam Cộng Hòa. 4. Hiện nay, vì giá trị của những kho tàng nên nhiều kẻ đã giả mạo sự quan hệ với Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa và quốc tế trong các quyết định có liên quan đến các kho tàng tại Việt Nam. 5. Do đó, Văn phòng Thường trực, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời trân trọng nhắc nhở tất cả người Việt Nam, kể cả Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, nên biết những điều quan trọng sau đây. A. Tất cả kho tạm thời đóng để bàn giao cho Chính phủ Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. B. Những vi phạm về tài nguyên và tài sản quốc gia có thể dẫn đến tội đại hình. C. Trong trường hợp gia trọng vì có cấu kết với ngoại bang để ăn cắp, ăn cướp hay làm tổn thất trầm trọng tài nguyên và tài sản quốc gia, có thể dẫn đến tội tử hình. Những ai liên can có thể mang tội đồng lõa. Nay, Văn phòng Thường trực, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời trân trọng đưa ra thông báo này để ngăn ngừa trường hợp những ai bị truy tố hay truy nã vì tội xâm phạm tài nguyên và tài sản quốc gia sẽ không vĩnh lý do chưa biết các tin tức đã đưa ra trong thông cáo này. Lực lượng tàu chiến của những đồng minh của chúng ta như Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Úc, Đức, Tân Tây Lan và kế đến là Nhật, Đại Hàn, Ấn Độ đang rầm rộ kéo đến vây kín Biển Đông. Bọn tà quyền Cộng sản Việt Nam nếu không quy thuận Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời
đệ tam Việt Nam Cộng Hòa sẽ khó thoát lưới pháp luật. Tất cả những nhân viên công an, cảnh sát, an ninh, dù có mặc sắc phục hay mặc thường phục, khi lợi dụng chức quyền, lấy lý do công vụ để đe dọa, hà hiếp, bắt bớ dân lành, đều phạm tội hình sự. Trân trọng thông báo, Văn phòng Thường trực Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Cảm ơn quý vị và các bạn đã liên lạc, gửi ý kiến đến Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc. Mời quý vị và các bạn tham gia trưng cầu dân ý bằng cách nhấn vào link dưới đây. Trưng cầu dân ý.us hoặc Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời trưng cầu dân ý viết tắt.com. Đỗ Tuyết, xin thân ái kính chào quý vị và các bạn. Dạ, xin kính chào Tổng thống. Rồi, xin mời A504. Tôi là Đại tướng Bác sĩ Quách Thế Hùng. Xin thay mặt toàn thể tất cả quý tướng lãnh, quý đồng nghiệp đang hiện diện tại FCC. Xin trân trọng kính chào Ngài Tổng thống Đào Minh Quân cùng với Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc. Chúng tôi xin bày tỏ tấm lòng cảm nhận những sự giáo huấn của Ngài Đào Minh Quân. Chúng tôi xin chân thành trân trọng mời Ngài vào phòng FCC và ban huấn từ cho tất cả chúng tôi. Dạ, xin hết ạ. Cảm ơn A504. Có người nào gọi cái chuông nghe dễ thương lắm. Hồi nãy đến giờ chúng tôi có lắng nghe phát biểu của quý vị tướng lãnh và anh chị em. Tôi thật sự là thương lắm. Thương ở chỗ những anh chị em ở trong nước, cái tin tức về chính phủ, kể cả tiểu sử của cá nhân chúng tôi, thì anh chị em nhận được không có nhiều lắm, cho nên ráng cố gắng mà phát biểu, kể cả nhiều từ ngữ nói cũng chưa có trúng nữa. Nhưng mà chúng tôi thương lắm là tại vì anh chị em phải lo lắng nhiều công việc, vừa phải tìm cách chống lại sự rình mòn của Cộng sản Việt Nam nhé. Trở lại một số cái câu chuyện khác đó mà anh chị em thấy đó, là nhiều khi đó nó cũng gọi là cái cơ duyên nữa. Ngay như việc mà cái phái đoàn của Tổng thống Trump sẽ đến tại Nam Cali của mình vào cái hạ tuần của tháng 9, tức là đi tới mấy ngày 16, 17, 18 tháng 9, tức là 3 ngày liên tục. Mà anh chị em và quý vị có biết không, là chúng tôi và các tướng lãnh ở trong bộ tham mưu đó là đã đoán ra, có nghi ngờ là khi chúng tôi đi qua bên Úc đó là có thể có hai cái trường hợp xảy ra. Một là có trường hợp mà phải gặp và tiếp xúc với phái đoàn của Tổng thống Trump. Hai là có thể đi qua bên Âu Châu để gặp phái đoàn của cái người vừa mới đắc cử chủ tịch của Hội đồng Âu Châu. Đối với vị người đó là ai? Không biết ở trên diễn đàn có vị nào biết cái vị phụ nữ đắc cử chủ tịch của Hội đồng Âu Châu? Dạ, mời 505. Dạ, đó là bà Van Halen. Nhưng không, nó phải đọc cho trúng. Bởi vậy, để mà đọc cặt cái là bị thua đó nghe. Von the Lion. Dạ, Von the Lion. Dạ, đúng rồi, giỏi. Von the Lion, tức là L-E-Y-E-N. Mà tiếng Mỹ nó Von the thì giống như chữ phone, đọc nó lẽ chữ V. Mà tiếng Đức á, thì nó đọc là phone, phone, giống như là chữ F vậy đó. Không biết phải không A530, ở bên Âu Châu, chắc là bên Na Uy, chắc cũng đọc tiếng Đức rồi giỏi lắm. Thì tiếng Đức á, nó đọc chữ V giống như chữ phone vậy, giống như Ovidin hay là, phải không ạ? Dạ thưa đúng vậy. Von the Lion chẳng hạn như vậy. Dạ cảm ơn. Thì đáng lẽ chúng tôi nghĩ như vậy, nhưng khi mà chúng tôi biết là vì bà này là Bộ trưởng Quốc phòng của Đức, mà khi bà nhận cái chức lần đầu tiên bà làm việc cho European Commission đó, thì bà lại được ra ứng cử và đắc cử là chủ tịch, tự nhiên là một Bộ trưởng Quốc phòng của một cái nước, nước Đức đó, thì bà không có chuẩn bị gì cả khi mà đắc cử chủ tịch
của Liên Hiệp Âu Châu thì nó lớn quá, cho nên bà phải lo đầu tắt mặt tối cho đến tháng 11 này bà mới vào nhận việc, là mất gần như 3 tháng để lo về thủ tục giấy tờ. Cho nên là chúng tôi khi nghe tin như vậy là chúng tôi quyết định đi Úc. Thì tôi nghĩ thôi cái phần trăm mà gặp ông Trump trong cái tháng 9 này nó ít quá. Còn cái phần trăm gặp bà von der Leyen thì nhiều, nhưng mà giống như người thân của bà nói rằng lo công việc quá tới tháng 11 mới có thể xong xuôi. Xong xuôi đây là xong xuôi để có văn phòng làm việc đó. Tức là bà phải dời hết cái công việc của một bộ trưởng quốc phòng của Đức để lên nhận cái nhiệm vụ mới là chủ tịch của Liên Hiệp Âu Châu, tức là gần như là cái chức lớn nhất của European. Thì không ngờ mà chúng tôi kháo nhau nói chuyện mà nó thành sự thật. Cả tuần lễ này khi chúng tôi được biết tin ông Trump ổng về đây đó, thì ổng dự một cái bữa tiệc để mà nó gọi là fundraising, tức là xin tiền đó, gây quỹ đó, ứng cử. Thì ngày 18 tháng 9 này là ở Santiago, tức là cách chúng tôi cũng khoảng 1 tiếng, 2 tiếng lái xe, phải không? Tất cả anh chị em ở Cali có lẽ rành hơn tôi. Là từ chỗ mình mà đi về Santiago chắc chừng 2 tiếng, 3 tiếng đúng không ạ? Dạ thưa, khoảng 90 mai rồi. Dạ, giỏi quá. Dạ, cảm ơn. Thì anh chị em có nhớ là chúng ta có một thành viên là bên ban cố vấn của ông Tổng thống Trump có cho chúng tôi hay. Nhưng mà vì cái tiệc đó là cái tiệc gây quỹ nên chúng tôi không có chú ý lắm. Cho đến khi là phái đoàn của họ thông báo là sẽ ghé vào Anaheim để gặp chúng ta đó, thì lúc đó công việc chúng tôi đã sắp xếp để đi qua bên Úc hết rồi. Bởi vậy cho nên mình tính không bằng trời tính, là mình tính là tháng 9 là nó lọt qua ngày khác nha. Thôi đành phải nhờ người khác đi, hai lần đều hết rồi đó. Hy vọng là lần thứ ba nhất quá tam. Lần phải nhờ con trai tôi rồi, lần này là phải nhờ một người khác. Con tôi nó đi nghỉ hè còn chưa về nữa. Thành ra đúng là coi vậy chứ là nó cũng có những việc mà chúng ta tính không bằng trời tính, có phải không quý vị và anh chị em? Dạ thưa đúng rồi, thưa đúng Tổng thống. Đó là việc mà anh chị em của mình là mấy các vị tướng ở Alpha biết rồi đó. Chúng ta đã tính toán với nhau là có thể nó lọt trúng vào cái ngày trung tuần tháng 9. Và rốt cuộc nó đúng là vào trung tuần tháng 9 mà rồi chúng ta cũng không có chuẩn bị sẵn. Sẵn dịp mà nói chuyện với anh chị em ở trên cái phòng FCC đó, thì như chúng tôi có nói chuyện hồi nãy là chúng tôi thấy có nhiều vị tướng lãnh, có nhiều anh chị em thành viên phát biểu nhiều khi cái bài trước phát biểu hay hơn cái bài sau. Tôi ví dụ là có một lần tôi nghe trong một cuốn tape anh chị em phát biểu là khi mà ở cái tắc cậu đó, là cái bến tàu để chuẩn bị mà đi vượt biên đó, thì khi mà cái con tàu VNKZ-0602 bị rời bến mà không do mình là người nhổ neo, mà do công an nó ra lệnh cho một tài công phụ tháo cái dây neo thì tàu rời bến. Mà trong lúc chính chúng tôi là tài công chính, hay còn gọi là thuyền trưởng đó, còn đứng trên bờ, và khoảng 200 người khách vẫn còn ở trên bờ. Cho nên chúng tôi phải vóng vút xuống liền khi mà nghe trên bờ dân chúng họ la lên như vậy. Thì chúng tôi phải phóng về phía cái dây còn đang trôi theo cái tàu để chúng tôi nắm lấy cái dây đó. Rồi chúng tôi mới phăng tới gần cái con tàu mà leo lên, ra lệnh cho tài công phụ gia lui cái tàu trở lại bến. Nhưng mà nhiều anh chị em lại nói là tôi lặn xuống. Thành ra không phải vậy, là tôi bơi theo thôi. Nhưng mà thay vì tôi bơi theo hướng con tàu đó, thì chúng tôi là quen về vấn đề nhà binh. Khi mà tôi ra tới cầu là tôi thấy liền cái sợi dây lấp lánh ở dưới cái ban đêm. Lúc mà chạng vạng đó, lúc mà tàu chúng tôi rời bến thì là lúc đó cũng chiều mà đi vào đêm đó, thì nó lấp lánh ở dưới nước. Thì chúng tôi thay vì theo phản xạ là chúng tôi phải nhảy về phía con tàu, bơi vung vút theo về phía con tàu, thì chúng tôi đổi ý, chúng tôi bơi về phía cái sợi dây mà còn thả trôi ở trên trong dòng nước để họ cuốn lên tàu đó, và tôi nắm lấy cái sợi dây đó nha, chứ không phải lặn. Nhưng mà đó chỉ là những cái chi tiết nhỏ thôi, nhưng mình cần phải chính xác, nhưng mà nó không quan trọng lắm. Cái quan trọng là chúng tôi thấy anh chị em rất là cố gắng để phát biểu về cái tiểu sử của cá nhân chúng tôi, mà đặc biệt
là chúng tôi thấy có nhiều vị nghiên cứu cũng giống như hồi nãy, chúng tôi thấy A504 nói chuyện về vấn đề mà về những cái Phật Pháp cao siêu đó, chúng tôi học hỏi thêm nhiều lắm. Tại vì lúc đó chúng tôi chỉ biết là làm những gì theo một cách của một con người tôn trọng những cái vị tu hành, tôn trọng cái sự yên tĩnh của ngôi chùa. Và rồi thật sự mình cũng giống như những người anh chị em tác chiến khác thôi. Viết một mảnh giấy là vò xếp lại đàng hoàng, bỏ vào túi áo, rồi đi về tới nơi hành quân là quên luôn là cái miếng giấy đó luôn. Cho đến khi mà chúng tôi trở về Hải Lăng mà gặp vị sư ở trong chùa ra, thì lúc đó chúng tôi mới nhớ lục lọi lại quần áo mình, thì tìm ra được cái mẫu giấy nó lúc đó nó hơi nhầu nát rồi. May thay là cái mẫu giấy đó nó viết trên cái tờ giấy bằng bao gói thuốc lá, mà cái phía giấy bọc bên trong đó nó bằng giấy bạc cho nên nó không có hư. Và chúng tôi viết bằng viết bích cho nên nó vẫn còn cái mực nhờ nhà, để thấy được cái ngày đó là cái ngày tử của vị thiền sư. Chúng tôi gọi là thiền sư nhưng ngài là Hòa Thượng Thích Chân Thức. Tại vì lúc đó ngài có dặn tôi là về trước cái ngày đó, chứ không phải là về cái ngày mà trên gói thuốc, nó là về trước cái ngày đó. Nhưng mà chúng tôi cũng quên, cũng có cái lỗi là chúng tôi cũng quên. Cho nên là trong câu chuyện này chúng ta nói đến một cái của nhà Phật, đó là duyên. Rõ ràng là như vậy mà lại không có cái duyên được sư đó dạy cho mình những điều gì cần thiết trước khi ngài viên tịch. Chúng tôi nghĩ là lúc đó chắc là những lời dạy rất là quý giá, nhưng mà cũng không có được cái duyên đó. Thì sẵn câu chuyện này chúng tôi nói tới cái duyên thứ hai là đối với vị triết gia Lương Kim Định, là vị ân sư của chúng tôi đó. Ngài là nói về cái cấp bậc trong đạo Công giáo đó, ngài chỉ là một linh mục, nhưng ngài là một vị bậc sư thầy của những vị linh mục khác, những vị tu sĩ khác, và là người triết gia là có đẳng cấp quốc tế nha. Nhưng mà chính ra khi ngài viên tịch, tức là ngài ra đi đó, nếu mình Công giáo thì gọi là về với Chúa đó, thì chúng tôi là ở sa mạc. Đó là anh chị em thấy không? Nhưng mà chúng tôi có một cái tình nghĩa với ân sư, là lúc bây giờ ngài được chuyển về dòng Đồng Công, mà nguyên cái kho kinh sách mà ngài cả một đời thu gọn, nó gồm có bộ Việt Linh Minh Triết, hay gọi là Thái Bình Minh Triết, Nhân Từ Phương Thường, ngài đã đóng gói lại, ngài chuyển hết cho chúng tôi. Cho nên chúng tôi có, mà trong lúc dòng Đồng Công thì lại không có. Dòng Đồng Công bây giờ lúc mà ngài có vẻ yếu sức thì dòng Đồng Công mới đưa ngài về dòng Đồng Công để ở. Thì hy vọng là ngài sẽ để lại cho những cái kho sách quý giá. Nhưng mà chúng tôi cũng không biết tại sao lại triết gia lại đóng gói cẩn thận gửi hết cho chúng tôi. Thành ra ngài viên tịch mà bao nhiêu người đến để tiễn đưa thì không có cuốn sách nào cả. Thì chúng tôi nhận nguyên cả một cái thùng sách, mà chúng tôi lại không được có cái duyên để mà tới đọc một cái kinh cầu hay là nhìn vị ân sư của mình lần cuối. Cho nên rõ ràng là nhà Phật có cái câu là duyên, nó cũng có cái đó. Tôi nhiều khi tôi là một người Công giáo mà tôi học được cái triết lý của nhà Phật, cho nên tôi thấy được cái sự cơ duyên nó cũng rất là quan trọng nha. Bây giờ chúng ta đã đi hết cái giờ của FCC rồi, chúng tôi muốn mượn cái câu chuyện này một chút để nói chuyện với anh chị em về cái dân tộc đại nghĩa, cái đại nghĩa của người Việt Nam chúng ta. Mà có lẽ không biết anh chị em có biết là cái trường hợp của vua Lê Lợi, tức là Lê Thái Tổ đó, nó cũng khổ giống như trường hợp của anh chị em mình vậy đó. Tại lúc bây giờ là tụi Giật Minh đó, là nó xâm lăng cái nước Việt Nam chúng ta nha. Thì vua Lê Lợi là bắt đầu khởi binh để mà chống lại quân Minh đó. Thì ngài xuất phát á, anh chị em có biết là ngài có bao nhiêu anh chị em cùng với ngài để mà chống quân Minh không? Có ai biết được không? Tức là ngài bắt đầu mà tập hợp lại, cũng giống như anh chị em chúng ta mà tập hợp ở tù nghĩa đường vậy đó. Tức là khi mà ngài tập hợp một cái hội thề ở Lũng Nhai đó, để mà cùng thề quyết là để đánh Giặc Minh đó. Giặc Minh tức là giặc Tàu đó. Thì lúc bây giờ có anh chị em nào biết vua Lê Lợi có bao nhiêu người để mà tập hợp lại để cùng thề quyết là chống lại Giặc Minh không? Mà lúc bây giờ đó,
anh chị em phải biết là giặc Minh đó, nó đã chiếm đóng toàn cõi Việt Nam với hơn 10 vạn quân, tức là có thể là nói là gần như là một trên 100.000 quân đã đóng ở trên cái lãnh thổ của chúng ta. Cái lãnh thổ Việt Nam chúng ta thì lúc bấy giờ vào thế kỷ thứ 15 đó, tức là khoảng mà lúc vua Lê Lợi cùng với những nghĩa sĩ của mình đó, lập lời thề nguyện mà đánh giặc Minh đó, thì lúc bấy giờ đó là nước của chúng ta còn nhỏ hơn bây giờ nhiều lắm, là cái ranh giới đó còn nhỏ lắm. Đời thế kỷ thứ 15 thì mình vẫn còn chưa qua khỏi cái vị tuyến 17 nha. Vì cái vị tuyến 17 đó là nó có những liên hệ tới cái đời nhà Trần ở đời trước đó. Nhưng mà chuyện đó chúng tôi nói sao là vì cái phần sau này nó vẫn thuộc Kim Thạch. Thì anh chị em có biết là vua Lê Lợi khi mà hội ngộ cùng với các nghĩa sĩ để lập lời thề ở Lũng Nhai để đánh giặc Minh đó, thì quý vị và anh chị em biết là ngài có bao nhiêu quân không? Tức là ngài thật sự mà lúc mà lập lời thề ở Lũng Nhai để đánh quân Minh đó, ngài chỉ có 18 người. Cho nên chúng tôi thấy nó rất là suy nghĩ. Tại vì có một vị đại sư nói với chúng tôi là tôi cần tới 18 con rồng. Lúc bây giờ chúng tôi cũng chưa hiểu 18 con rồng mà chúng tôi là tuổi rồng. Thì vị sư đó nói là khi nào có đủ 18 con rồng nhâm thìn đó, sẽ thành cái đại nghiệp. Thì vị sư đó nói với chúng tôi mơ mơ hồ hồ là nói vừa cười là ở giặc thì như lửa ở Biển Đông. Mà 18 con rồng hội ngộ với nhau mà phải là trường lưu thủy, tức là rồng mà phải nhâm thìn chứ không phải là giáp thìn hay là bính thìn, mà phải là nhâm thìn thì mới là trường lưu thủy, thì nó mới phun đủ nước để tắt cái ngọn lửa ở Biển Đông. Mà cái lời nói đó hơn 30 năm về trước đó, thì tình cờ mà khi ngồi ở trong sa mạc chúng tôi suy nghĩ nhiều chuyện trước chuyện sau, rồi khi đọc tới chuyện của Đức Lê Thái Tổ, tức là vua Lê Lợi đó, thì mới lạ là ngài cũng nghĩ ngài cũng có con số 18 vị nghĩa sĩ để cùng thề nguyện ở Lũng Nhai để đánh quân Minh. Nhưng mà ngày hôm nay chúng tôi muốn nói đến cái điểm này có thể là nhiều anh chị em trong nước cũng nhiều người phân vân lắm, là tại vì thấy cái giặc Cộng đó nó hung ác hung tàn, mà hiện nay nó khống chế như toàn bộ Việt Nam của mình từ Bắc đến Nam Việt Nam. Mà chúng ta cái dùng cái đường lối nhân đạo không biết là có tạo được cái sự thay đổi ở tại Việt Nam hay không. Có phải không thưa quý vị và anh chị em? Dạ thưa đúng ạ. Dạ phải. Tại vì từ giờ Cộng nó hung ác lắm. Chứ nếu mà mình cứ có, tôi thậm chí tôi cũng thấy có một vài cái email gửi cho chúng tôi đề là ông Đào Minh Quân hiền quá. Dạ thưa chúng tôi không có hiền đâu nha. Tại nếu hiền thì chúng tôi không phải là Black Tiger. Nhưng mà đường lối của chính phủ rất là nhu hòa nha. Mềm nhưng không có yếu. Nhưng mà nhu cũng không có nhược nha. Tại vì cái sự chịu đựng của chúng ta cũng giống như cây cung đó, mà nó cong lại nhiều chừng nào khi nó bật ra thì cái sức bật của nó mạnh chừng đấy nha. Kể cả cái sự nhu hòa về chính sách của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để Tam Việt Nam Cộng Hòa, nó cũng làm cho người dân sẽ học lấy cái sự nhu hòa này càng kỹ lưỡng, càng kỹ càng bao nhiêu, thì cái sự nóng giận, tức giận đối với giặc Cộng nó càng nhiều và nó càng mạnh hơn bấy nhiêu. Quý vị và anh chị em phải hiểu điều đó nha. Cái lúc nào thì chúng ta cần đến sức bật này, cái sức bật của cây cung, thì lúc đó chúng ta có chính sách. Cộng sản nó chạy không thoát đâu. Không phải là chúng ta cần 5 triệu phiếu là để hơn 4 triệu rưỡi quân của nó đâu. Vì hiện nay nội bộ của Cộng sản nó cũng nát như tương nhé. Bề ngoài thì anh chị em, quý vị, nếu mà không nắm vững tình hình của địch quân, anh chị em thấy nó vững mạnh là một khối từ Nam ra Bắc. Nhưng mà chúng nó chẳng khác nào một cái đường vẽ. Nhưng mà cái đường vẽ anh chị em nhìn thoáng qua đó thì nó liên kết nhau lắm.
Nhưng mà nếu dùng một cái kiến hiển vi để soi lên cái đường nét đó, đó thì nó có những đoạn nứt rất là nhiều. Và chúng ta đang bẻ từng cái đoạn nứt đó đó nhé. Và có một lúc nó gãy một. Nhưng mà thật sự đối với Cộng sản Việt Nam, đến bây giờ mà chúng ta vẫn coi thường nó là vì nhiều khi chúng ta không cần phải bẻ nhiều cái mắt xích, mà bẻ một cái mắt xích thôi thì nó tan rã cả đám luôn. Vấn đề là chúng ta vẫn đề phòng tụi Tàu nó đang nằm chìm ở trong cái quân đội của Cộng sản Bắc Việt. Còn cái bọn Cộng sản miền Nam thì bây giờ chỉ muốn kiếm ăn, hoặc là nôm na là chạy áp phe đó, cho nên không có đáng kể nữa. Còn một số người mà còn nghĩ đến vận mệnh của quốc gia thì họ hầu như đã chấp nhận cái đường lối của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Họ chỉ còn lấn cấn cái vấn đề Hồ Chí Minh thôi. Vì vậy, quý vị và anh chị em phải cần giảng giải về Hồ Chí Minh rất kỹ và rất rõ để cho quần chúng đừng bị lừa gạt. Và thứ hai là khi mà chúng ta muốn đẩy đi một thần tượng thì chúng ta phải có một thần tượng để thay thế. Cho nên anh chị em cố gắng, trong lúc này nếu không có ai thì lấy ông Đào Minh Quân ra để thay cho Hồ Chí Minh nhé. Và chúng tôi cũng sẵn lòng để làm cái chuyện đó cho đến khi bẻ nát, bẻ gãy được cái gọng kềm của Cộng sản Việt Nam và đuổi Tàu chạy về phương Bắc. Còn như mà chúng ta tìm ra được một cái vị nào lãnh đạo mà có một cái tiểu sử có thể đánh ngã được Hồ Chí Minh thì anh chị em cứ việc cho chúng tôi biết nhé. Hiện nay chúng ta cần phải có một cái thần tượng để đánh thay thế cái thần tượng giả hiệu Hồ Chí Minh. Quý vị và anh chị em có nắm vững không ạ? Dạ thưa nắm vững. Dạ thưa Dẫn ạ. Dạ có ạ. Tại vì nếu nắm vững cái sách lược và chiến lược đó thì chúng ta lại cũng trở thành làm cho cái thanh kiếm chúng ta mềm đi nha. Hoặc là nó cùng đi vì chúng ta không dùng đúng cái chiêu thức. Chiêu thức của chúng ta bây giờ, cái lợi hại của chính phủ là đội quân vô hình, tức là cái phiếu trưng cầu dân ý đó. Cộng sản không tài nào biết được chúng ta có bao nhiêu quân, bao nhiêu cái lá phiếu. Nếu mai mà chúng tôi hô lặng đủ rồi thì Cộng sản cũng không có đỡ được. Vấn đề quan trọng là chúng ta chuẩn bị, phải trầm tĩnh, phải tỉnh thức để mà chuẩn bị, chứ không phải là những lực lượng ồn ào nha. Chúng ta phải chuẩn bị một cách trầm tĩnh nha, trầm tĩnh, vì chúng ta đang chiếm cái tiên cơ. Vì thật sự Cộng sản ngày hôm nay đã là ở ngoài ánh sáng mà chúng ta trong bóng tối, có phải không thưa tất cả quý vị và anh chị em? Dạ thưa đúng rồi. Dạ đúng rồi. Dạ thưa đúng rồi. Đúng rồi. Dạ thưa đúng rồi. Mà chúng nó cũng chẳng bao giờ hề hay biết là chúng ta có bao nhiêu quân và bao nhiêu người đã ủng hộ chúng ta. Nếu anh chị em thấy không, ngay trong vấn đề mà mình làm thử một cái, chúng ta theo cách của Âu Mỹ là chúng ta thường thường làm việc gì, chúng ta thử quần chúng, thì chúng ta thử cái trang web đón tổng thống mới chưa có tới một tuần lễ chứ anh chị em hả? Dạ đúng tuần à. Dạ, dạ. Toàn, dạ đúng. Dạ. Gần 40.000 lượt nha. Mà anh chị em phải hiểu rằng 40.000 lượt, 30,000 lượt đó không phải là 30,000 người, mà có những người vào chỉ một mình vào ghi tên. Có những người vào mà ghi tên tới 50 người lận, tức là có người vào ghi tên tới mấy chục người lận. Cho nên 30,000 lượt người vào đó là không phải 30,000 người, mà đó là 30,000 lượt người vào. Nhưng có những người trong cái con số chúng ta đề là cái nhóm mình bao nhiêu người, thì có người đề cái nhóm mình là 30 người, 10 người, 50 người. Cho nên cái con số như vậy là nó rất là cao trong một tuần lễ. Mà do chính đồng bào của mình, những vị nhân sĩ hào kiệt, yêu nước, những vị nữ anh thư tự điền vào trong cái website dontongthong.com đó nha. Như vậy là hiện tại chúng ta được một cái rất là cao. Anh chị em biết được cái gì không? Cái này là cái vô địch của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Tại nhiều người nghĩ là được Mỹ thì mới là vô địch, và thưa không, quốc tế
giúp chúng ta giải quyết cái tình hình Việt Nam rất là nhanh, nhưng mà không có lâu dài. Nhưng mà khi chúng ta đang được một yếu tố rất là quan trọng, đó là yếu tố mà nhiều hội đoàn làm việc rất nhiều năm mà chưa có. Nếu mà anh chị em, quý vị tướng lãnh còn nhớ cách đây mấy chục năm về trước đó, chúng ta nghe nói tới con số 10.000 quân, có phải không ạ? Có ai nghe nói con số 10.000 quân chưa? Trên trong phòng FGC, có người nào nghe nhắc tới con số 10.000 quân của một cái tổ chức? Chúng ta không cần phải nhắc tên nhé. Nhưng mà anh chị em có bao giờ nghe được cái con số 10.000 quân chưa? Dạ, tôi có nghe qua Tổng thống. Có ai biết? Dạ, đó là họ ao ước thôi. Họ chưa có được cái 10.000 quân đâu nhé. Dạ, đúng. Và cho nên họ cứ mãi mãi họ bị mang tiếng là lừa gạt. Mang tiếng là gạt. Còn anh chị em có thấy hiện nay chúng ta có tới hàng triệu người rồi mà chúng ta cũng chưa có lên tiếng. Có đúng không ạ? Dạ, thưa đúng, Tổng thống. Dạ, đúng ạ. Còn nói về cái người đón Tổng thống thôi đó, bây giờ chúng ta có 30 mấy ngàn lượt người đón Tổng thống, nhanh cho con số mà chung cái nhóm của họ, là chúng ta đã thấy nó quá nhiều rồi đó, nha. Cho nên cái yếu tố mà Cộng sản sợ chúng ta bây giờ, nó sợ đến nỗi nó gần như là nó, đôi lúc nó quẩn trí đó. Tại cái con dao kề lên cổ mà rớt xuống, trên trời rớt xuống hồi nào đâm ngay giữa cái ngôi sao vàng của cái lá cờ đỏ đó, ở trên trời rớt xuống nha. Cho nên anh chị em đừng thấy cái gương mặt mà, nếu mà chúng ta hiểu hai nghĩa. Một là vì nó quá đần độn, nó không hiểu cái chuyện gì sẽ xảy ra cho nó cả. Hai là nó đã học được của Cộng sản Việt Nam để đóng kịch quá giỏi. Cái gương mặt mà anh chị em thấy là gương mặt của Nguyễn Xuân Phúc, có đúng không? Dạ, thưa đúng, đúng ạ. Chúng tôi kể cho anh chị em nghe câu chuyện này về Nguyễn Xuân Phúc. Chuyện này anh chị em kể lại cho người trong nước biết, là trong mỗi lần đi họp đó, thì vì Nguyễn Xuân Phúc đó, người ta không biết Nguyễn Xuân Phúc tiếng Tây, tiếng U, tiếng Tàu biết nhiều bao nhiêu. Tại trong lý lịch của Nguyễn Xuân Phúc đó, là đổ tới tiến sĩ của Singapore đó. Nguyễn Xuân Phúc là tiến sĩ của Singapore. Mà đậu Singapore thì phải biết được ít nhất là tiếng Anh hoặc là tiếng Tàu. Có đúng không ạ? Dạ đúng ạ. Dạ đúng vậy. Chứ bên Singapore họ đâu có dạy đâu. Nhưng mà khi mà đi ra hội nghị đó, kể lại cho đồng bào mình nghe, là đồng bào mình chỉ nghe về cái chữ ma dê gì đó nha. Ma dê Việt Nam gì đó. Ma dê Việt Nam đó là made in Việt Nam đó. Ma dê Việt Nam thì nó nhẹ lắm. Đây anh chàng ta đóng kịch đến nỗi rất là hay, đến độ mà anh ta nghĩa là nhà nghề đeo cái ống nghe vào lỗ tai mình liền. Tại vì khi họp hội nghị đó là người ta có một cái máy nghe để mà người ta chuyển âm ra cái tiếng của mình. Ví dụ như là người dịch, người thuyết trình viên là người Ấn Độ, thì khi họ nói tiếng Ấn Độ thì nó sẽ dịch ra tiếng Việt nếu mình xin cái ống nghe bằng tiếng Việt. Nếu mình là phái đoàn người Việt thì họ đã set cái program là nó sẽ tự động nó dịch ra tiếng Việt cho mình nghe. Thì cái anh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc này, anh rất giỏi, giỏi ghê lắm. Giỏi, giỏi đến độ như thế nào anh chị em, quý vị có biết không? Không cần thông anh ta dịch, đeo cái ống nghe mà hai cái lỗ để nghe đó, thì ở ngoài á không biết gắn nghe luôn. Chà, giỏi như vậy đó. Cho nên người ta phải nghĩ tới hai việc. Một á là cái anh này quá giỏi nên không, cái tiếng ngoại ngữ là anh cũng biết cả. Tại vì khi mà họp những phái đoàn, ví dụ như họp phái đoàn của Asia đó, thì ít nhất là 5-6 cái quốc gia. Người thì nói tiếng Campuchia, người thì nói tiếng Thái, người thì nói tiếng Phi Lục Tân, người thì nói tiếng Mã Lai, đại khái vậy. Mà anh ta để như vậy, tức là anh ta phải rành tất cả cái ngoại ngữ kia, có đúng không ạ? Hoặc là anh ta rơi vào trường hợp thứ hai. Dạ, trường hợp thứ hai là anh quá giỏi đến độ không cần nghe ai phát biểu cả. Cho nên chúng ta rất là phục Cộng sản Việt Nam có một người lãnh đạo giỏi như vậy đó. Nha. Cho nên đối một cái đội quân đó, mà có một anh đó, thì bây giờ không có dám xuất hiện. Vừa là chức tổng bí thư, vừa là chủ tịch nước là không có dám xuất hiện. Và một anh đó, thì giỏi, mà anh này chắc không có me da gì hết. Anh này đến độ giỏi đến độ là
Như chúng tôi nói đó, cái mặt ảnh bơ bơ ra giống như không biết có chuyện xảy ra, hoặc là chuyện xảy ra tôi cũng giải quyết hết được. Tức là cái loại người mà móc cái ống nghe đó, cái pronto để mà nghe đó, người ta để ngoài. Cho nên mấy cái tấm hình đó mà đọc, mình cứ thấy cái tấm hình là mình phì cười, dù là mình không muốn cười chế nhạo ai cả mà cũng phải phì cười. Tại cái mặt anh ta tỉnh bơ, không biết anh ta tỉnh bơ là vì anh ta ngoại ngữ nào cũng hiểu, hay là tỉnh bơ là cái bản mặt của một cái người ma da đó, nó là như vậy nhé. Đó, tôi kể chuyện cho anh chị em nghe như vậy. Cho nên đừng lo, tại vì một cái đội quân mà như rắn không đầu đó dễ diệt lắm. Cái vấn đề của chúng ta không phải là cái đội quân Cộng sản Việt Nam, mà chính là bọn Tàu đang nằm chìm trên đất nước Việt Nam của chúng ta. Nha. Cho nên chúng ta cố gắng để giải quyết cái bài toán đó một cách rất là khéo léo. Chúng tôi chỉ cố ý nói tới đó thôi. Bây giờ quay trở lại cái trường hợp của vua Lê Lợi. Thì ai cũng biết vua Lê Thái Tổ đó là một người rất giỏi về quân sự. Giỏi về quân sự là ngài chỉ bắt đầu với 18 người cùng hội thề với nhau tại Lũng Nhai để đánh quân Minh, mà kiên nhẫn chịu đựng. Tức là năm 1416 đó, thì vua Lê Lợi mới rủ mười mấy người bạn của mình cùng về Lũng Nhai để thề nguyện đánh quân Minh. Và tới năm 1418 đó, thì bắt đầu khởi quân đánh quân Minh. Mà lúc bây giờ có vài trăm người thôi, mà quân Minh nó đã chiếm đóng đất nước chúng ta ít nhất là 10 vạn quân. Quý vị thấy một cái lực lượng có một vài trăm người mà chống lại tới 100.000 quân. Tức là cũng gần giống trường hợp của chúng ta bây giờ, là một người phải chống lại 1.000 người đó nha. Vậy mà ngài điềm tĩnh, kiên nhẫn, chịu đựng, đánh tới đánh lui cho tới năm 1428 là mới diệt được, đuổi hết giặc Minh trở về Tàu. Sau khi đuổi giặc về Tàu rồi đó, thì ngài mới làm cái bản Bình Ngô Đại Cáo. Cho nên cái cuốn sách mà Bình Ngô thật sự là không phải đuổi giặc Minh rồi là vua Lê Lợi mới ra cái cuốn Bình Ngô Đại Cáo. Cho nên khi anh chị em mà vào Internet đó, hiện nay anh chị em phải hiểu như thế này. Internet, Google là họ vô can. Trong lúc người Việt Nam quốc gia của chúng ta không có nhiều thời giờ để đưa vào những tin tức đã được gạn lọc, thì Cộng sản Việt Nam nó thuê những tay bồi bút đưa vào những tin tức trên Google. Cho nên khi anh chị em mà vào trong Google mà search hay là tìm kiếm những tin tức, thì coi chừng những tin tức đó không có trúng. Ví dụ như cái bản Bình Ngô Đại Cáo đó, là trong Google đó, thì chúng tôi coi cách đây mấy ngày đó, thì nó bảo rằng sau khi Nguyễn Trãi đánh thắng được quân nhà Minh thì mới làm cái bản Bình Ngô Đại Cáo. Nhưng thật sự là bản Bình Ngô Đại Cáo đó là vua Lê Lợi đã có từ năm 1420, tức là 2 năm sau khi khởi nghĩa. Thì lúc bấy giờ Nguyễn Trãi sau khi đưa cha ra ải Nam Quan, mà cha của Nguyễn Trãi tức là ông Nguyễn Phi Khanh, thì khi mà Nguyễn Trãi đưa cha mình tới ải Nam Quan thì khóc lóc, tại vì tới cái nơi này là sắp bước qua nước Tàu. Ải Nam Quan tức là biên giới của Việt Nam và Tàu. Ngày hôm nay thì nó thuộc về Tàu rồi, nhưng mà thật sự nó cũng là của Việt Nam chúng ta đó. Chỉ dựa vào câu chuyện của Nguyễn Trãi này thì cái ải Nam Quan đó là lúc Nguyễn Trãi đưa cha mình là Nguyễn Phi Khanh là tới cái ải Nam Quan, thì ông khóc dữ lắm. Thì ông cha đó mới nói với con, hãy giữ nước mắt đừng khóc, hãy lau lui về trả thù cho cha và rửa hận cho nước đánh giặc mình. Vì vậy là Nguyễn Trãi mới quay về đầu quân cho vua Lê Lợi, ra mắt ông Lê Lợi. Và ông Nguyễn Trãi được ông Lê Lợi tin dùng, vì ông Nguyễn Trãi lúc bấy giờ soạn cái bản văn Bình Ngô Đại Cáo. Lúc bấy giờ chỉ là Bình Ngô chứ chưa có Đại Cáo. Đại Cáo là sau khi tới năm 1428 vua Lê Lợi đuổi được giặc Minh về nước, thì ngài mới đọc cái bản Bình Ngô thêm cái chữ Đại Cáo, tức là cáo cùng thiên hạ.
Nhưng mà cuốn sách Bình Ngô này đó là làm ra là do Nguyễn Trãi làm năm 1419, và năm 1420 thì dâng cho vua Lê Lợi để đưa ra những kế sách đánh đuổi Vương Minh. Cái điểm đặc biệt mà chúng tôi nói vào ngày hôm nay đó để trình quý tướng lãnh và anh chị em là ngay cả vua Lê Lợi ngài cũng dùng cái đại nghĩa, tức là cái chiến công mà lớn nhất của vua Lê Lợi không phải là đánh với quân giặc, mà cái chiến công của vua Lê Lợi là chịu đựng 10 năm, tức là 10 năm kháng chiến chống quân Minh, 10 năm. Chúng ta chịu đựng vậy là gần 30 năm rồi, đúng không ạ? Còn vua Lê Lợi là lúc ngài chịu đựng 10 năm, thì lần cuối cùng đó là tới năm 1426, tức là còn 2 năm nữa đó, thì nhà Minh cử Vương Thông làm tổng binh, đưa 5 viện binh, 5 vạn viện binh, tức là 50.000 viện binh để mà qua ứng chiến. Thì bây giờ cái đại tướng của quân nhà Minh là Mộc Thành, mà có sách thì biết là Mộc Thành, là chờ quân cứu viện. Tại vì vua Lê Lợi chỉ dùng du kích chiến, cho nên cầm chân quân địch ở trong thành không dám ra. Tại vì mỗi lần nó đi đâu thì nó bị ám toán, nên nó không dám đi đâu cả. Cũng giống như bây giờ anh chị em phải suy nghĩ, nếu những tên công an, những tên tướng cộng sản mà đi đâu cũng bị coi chừng, bị ám toán, thì nó có dám đi ra ngoài không ạ? Dạ, nó thật sự người dân ta nó sẽ không ra, nhưng mà tại dân mình hiền lắm, người dân của mình hiếu, và tại vì cái nhuệ khí của mình á, nó chiếm miền Bắc gần 80 năm và miền Nam trên 44 năm, nó đã diệt cái nhuệ khí, cái tinh thần bất khuất của mình rồi, chứ không thì làm sao mà nó dám đi ra ngoài. Tại vì nó là giặc mà, nó giặc cướp nước, rõ ràng nó cướp miền Bắc, xong nó cướp cái miền Nam, mà cả cái đám người dân miền Bắc cũng dân miền Nam mình giống như là cái con voi, nhưng mà bị cột cái chân bằng cái sợi dây. Mà anh chị em có nhớ tôi kể cái câu chuyện lần trước không? Là khi mà anh chị em vào cái sở thú đó thì thấy cái con voi nó cột bằng cái sợi xích sắt, đúng không ạ? Nếu anh chị em đi vào sở thú thì con voi đó người ta còn xây một cái bệ cao lên một chút, và trên cái bệ người ta còn để những cái đinh nhọn. Còn cái chân con voi thì người ta cột bằng sợi lòi tói bằng sắt to lắm để giữ cái chân của nó. Tại vì cái con voi trong sở thú đó là người ta bắt về, nhiều khi nó đã lớn rồi thì nó sẵn sàng nó bỏ chạy, nên người ta phải cột bằng cái sợi dây bằng lòi tói bằng sắt, sợi xích sắt. Còn cái con voi ở tại Thái Lan đó là cái con voi huấn luyện đó, tại vì cái dân Thái Lan nó dùng voi để chuyên chở nhiều lắm. Cho nên khi nó bắt con voi vừa mới đẻ ra đó, bắt đầu biết đi là nó cột bằng cái sợi dây nó ở chân đó. Thì con voi ở bên Thái Lan nó không cột bằng sợi dây xích sắt, mà nó cột bằng sợi dây thường thôi, một sợi dây thừng. Nhưng mà sợi dây thừng nó lúc khi còn bé đó, con voi đó nó không có chạy nổi. Rồi càng nó lớn lên chân nó bự ra thì người ta nới cái sợi dây lớn lớn ra, nhưng mà vẫn cột ở cái chân đó. Cho nên con voi, cái người này người ta dạy cho cái con voi đó là không thể nào chạy thoát cái sợi dây đó từ lúc con voi còn bé. Thì vậy khi nó lớn lên, nó đủ sức, nó giật một cái là đứt sợi dây liền. Nó không có dám giật cái sợi dây. Và luôn luôn nó ngoan ngoãn để cho cái người này đó cởi lên nó, và chở bao nhiêu thứ nó cũng ráng nó để nó được ăn. Chứ nếu nó bứt cái sợi dây đứt, nó chạy về rừng thì nhiều ruộng mía chung quanh, nhiều đồ ăn ngon lắm để cho nó ăn, mà nó không có dám đứt cái sợi dây đó. Thì cái số phận của những người Việt Nam mình ngày hôm nay nó gần giống như cái con voi đó vậy đó. Cho nên mấy chục năm qua đó, cộng sản nó giết tổng cộng có 18 người thôi. Và mỗi lần nó giết một người nào, nó giết kinh khủng lắm. Ví dụ như nó cứa nhát ba cột, hoặc nó chiếu những cái hình ảnh xe chạy ngoài đường cán lên, rồi bị đánh nhầy nhùa vào đồn công an. Nhiều anh chị em khi đưa lên những hình ảnh đó với cái ý tốt là cho mọi người thấy được cái sự tàn ác của Cộng sản Việt Nam. Có đúng không ạ? Dạ, thưa đúng. Nhưng mà anh chị em chưa phải là những chiến lược gia đó nha. Tại vì những cái hình ảnh đó, nó có thể làm cho nhiều người tức sôi máu, nhưng không có làm gì được.
Nhưng mà cái số người tức mà sôi máu đó đó là những anh hùng hào kiệt, nhưng không có phương tiện trong tay. Giận lắm là đấm xuống bàn một cái rầm, đá vào cái ghế, cái bình, đúng không? Còn dạ, nó đúng làm rồi. Cho những người trong nước, hàng triệu người trong nước nhìn cái hình đó mà sợ hãi, không dám làm gì hết. Anh chị em có biết không? Em biết. Cho nên cái khôn, cái hiểu của mình, của từng người nó khác nhau. Vì vậy chúng tôi muốn huấn luyện anh chị em, quý vị tướng lãnh trong phòng FCC này để đi một sách lược của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời cho chúng tôi lãnh đạo. Êm thấm, nhẹ nhàng, nhưng siết cổ Cộng sản Việt Nam và đuổi tàu chạy, chạy đến độ mà bây giờ nó nhiều khi nó còn suy nghĩ là không biết chạy đi đâu nữa kìa nhé. Anh chị em phải hiểu được điều đó. Nó không có đáng sợ như chúng ta nghĩ đâu. Nhưng nếu mà chúng ta một mình chúng ta đi vào cái phòng công an, cả một chục đứa vây mình xung quanh như vậy đó, mà mình muốn cự cũng rất là khó cự. Đúng không anh chị em? Dạ đúng ạ. Dạ đúng. Dạ tôi đúng ạ. Mà nếu mà cự được, cũng đâu có muốn cự chi, đâu có muốn làm kẻ dại dột như vậy. Cái điều mà chúng tôi muốn trình lên cho các vị tướng lãnh và anh chị em phải hiểu rằng, khi mà chúng ta đưa ra một sách lược, một chiến lược, là chúng ta nhìn tới cái khối đại chúng. Cho nên cái công của những anh chị em nói về ông Đào Minh Quân, công lớn lắm đó, để dùng ông Đào Minh Quân đánh bại Hồ Chí Minh nhé. Nhưng mà quan trọng nhất là phải nắm rất đúng sự thật, không nói thêm, không nói bớt. Vì vậy chúng tôi khi bắt đầu chuẩn bị đánh Cộng sản là chúng tôi học được cái câu duy thật là cộng. Cho nên những người mà làm chính khách để đánh Cộng sản đó, ít có ai cho cái tiểu sử từ đầu đến cuối đầu tiên khi bắt đầu sự nghiệp cả. Quý vị và anh chị em có thấy điểm này không? Dạ thưa thấy. Thấy ạ. Thưa thấy ạ. Thưa thấy. Nhưng mà chúng ta hoàn toàn khác. Tại vì khi mà trước khi chúng tôi nhận lập thủ tướng ngày 16 tháng 2 1991 thì chúng tôi đã cho ấn bạc 1 triệu tập truyền đơn, 17 số báo dân ý, nhưng mỗi số báo như vậy là 10.000 số, tức là 170.000 số báo. Trong đó rất là nhiều bài nói về ông Đào Minh Quân. Cho nên những ai mà nói rằng chưa biết ông Đào Minh Quân thì phải coi lại. Vì chính anh chị em tôi vẫn tin là những anh chị em mới là những người không biết. Chứ còn những ở cái vùng Cali này mà nói không biết thì cũng coi nhầm mà không biết đi. Là vì lúc đó họ sắp tìm đường trở về với chúng ta rồi đó. Nhá. Cứ tha thứ, tha được, cứ tha. Nhưng mà chúng ta phải nói cho người dân biết và cho Cộng sản biết. Dòng họ chúng tôi còn ở Việt Nam, lúc cha mẹ chúng tôi còn ở Việt Nam. Mà tại sao chúng tôi không sợ nó mà chúng tôi cho cái địa chỉ nhà của chúng tôi. Tức là không có ai mà đi đến Cộng sản kiểu chúng tôi cả. Cho nó biết cái nhà thật đang ở đâu. Cha mẹ mình đang ở Việt Nam. Thì anh chị em phải hiểu rằng đó, Cộng sản nó chẳng có cái giá trị gì cả. Và nó đã từng tìm đến làng Trúc Lâm. Cho nên những anh chị em nào mà bị vào đồn công an mà phải đối diện với những tên mà nó có tính cách làm chọc tức mình đó, thì cố gắng trầm tĩnh nghe. Cái thái độ trầm tĩnh giúp cho mình nhiều lắm. Thái độ trầm tĩnh giúp cho mình nhiều lắm. Vậy chúng ta nóng giận là chúng ta lọt vào bẫy của cộng quân liền tức khắc. Cho nên phải cố gắng trầm tĩnh. Sở dĩ mà Cộng sản và Cộng quân nó vẫn có thể điều khiển cái cộng đồng chúng ta, vì cộng đồng chúng ta có quá nhiều anh hùng hào kiệt, nhưng không biết kềm chế để cho mình nóng giận. Cho nên anh chị em nào mà lỡ thương ai mà nóng giận thì ráng mà chịu nha, mà thua rồi đó. Chứ còn nếu mà chúng ta ra trận đó, chúng ta phải luôn luôn trầm tĩnh, trầm và tỉnh thức. Thì tôi kể cho anh chị em nghe về cái câu chuyện của vua Lê Lợi, là ngài tự tin đến độ chính ngài đã vào đồn để mà khuyên nhủ Vương Thông. Khi mà ngài đưa cái ý kiến đó thì chính quân sư Nguyễn Trãi nói rằng thôi bệ hạ đừng có đi, để tôi đi. Và chính ông Nguyễn Trãi là cái người đã từng 5 lần là một mình đi vào thành Đông Quan để phân tích tình hình và khuyên nhủ các tướng quân của nhà Minh nên đầu hàng.
Bởi vậy chúng tôi rất là ưu ái và khâm phục những người phụ nữ anh thư của Việt Nam rất là trầm tĩnh để mà khuyên lơn công an cộng sản Việt Nam nên quy phục chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Và cái sự trầm tĩnh đó cũng mang đến một số sự thay đổi trong cung cách xử lý của một số công an cộng sản Việt Nam đó quý vị. Cho nên một lần nữa chúng tôi cảm ơn những vị anh thư hào kiệt Việt Nam mà khi vào trong đồn công an biết kềm chế mình, trầm tĩnh, tìm cách thu phục cộng quân. Cái đó quan trọng lắm, vì chính đối với Việt Nam chúng ta đó, thì Nguyễn Trãi là một loại vạn thế quân sư. Nguyễn Trãi đã giúp cho vua Lê Lợi cái bản Bình Ngô Đại Cáo này, mà chính nhờ ông Nguyễn Trãi vào thuyết phục Vương Thông, nên chính Vương Thông đã đề nghị cho vua nhà Minh ở bên Tàu đó là phải giảng hòa. Và khi ông vua chưa có đồng ý thì Vương Thông đã viết thư báo cho nhà vua là vua Minh đó, biết về việc ông ta quyết định giảng hòa với quân Lam Sơn. Và điều đó đã góp vào một cái chiến công rất là lớn cho vua Lê Lợi đuổi giặc Minh, giành lại độc lập cho nước nhà vào thế kỷ thứ 15 nha, sau 10 năm kháng chiến chống quân Minh. Cho nên đó, những vị nằm ở trong chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời sẽ không phải là những kẻ hữu dũng vô mưu, mà chúng tôi nghĩ quý vị là những người đa mưu túc kế, là những hiền sĩ, những đại nhân nha. Mình phải hơn địch mình mới dám tha cho địch. Hiện nay đó, anh chị em nghĩ nếu chúng ta dồn mưu kế mà chúng ta muốn triệt Nguyễn Phú Trọng hay Nguyễn Xuân Phúc thì chúng nó khó chạy thoát lắm nha. Nhưng chúng ta chưa hề có ý nghĩ đó và chưa cần làm việc đó. Trong lúc chúng nó đã tính toán 30 năm nay có làm được đâu. Tại sao chúng tôi nói là 30 năm anh chị em và quý vị có biết không? Không biết có quý vị nào ở trên diễn đàn có thể biết tại sao mà cộng quân nó đã muốn triệt hạ ông Đào Minh Quân 30 năm rồi mà làm không được. Kính thưa Tổng thống, có A513 và số 1. Dạ, tôi mời. A513, kính chào Tổng thống. Kính chào Bộ Tư lệnh Lực lượng Trọng Quốc. Dạ, dạ. Kính chào quý tướng lãnh cũng như đồng nghiệp. Dạ, A513 xin nói lên sự nghĩ của mình là tại vì Cộng sản không có nắm được cái tình hình của chính phủ hết. Nó không có biết được gì hết. Thành ra nó không có làm được gì hết. Đó. Dạ vâng, dạ có phải đúng không ạ? Không. Tổng thống thì nắm toàn bộ. Tôi chỉ muốn nói là tự nhiên như thế này nè, là kể từ năm 1989 khi mà Cộng sản Việt Nam nộp hồ sơ xin vinh danh Hồ Chí Minh tại UNESCO đó, và sau đó gần tới năm 1990 đó, là chúng tôi tới để chúng tôi tìm cách lật tẩy Hồ Chí Minh đó, thì cộng quân đương nhiên nó biết là ông Đào Minh Quân đã bắt đầu xuất hiện, đúng không ạ? Dạ đúng. Dạ đúng rồi. Dạ đúng. Tại sao nó biết? Là tại vì anh chị em nước Đệ ký kỷ đó, là ngày 15 tây tháng 3 năm 1990 là chúng tôi đã xuất hiện trên đài TV đó. Lúc đó chúng tôi còn một người thanh niên bấm ra sữa giống như ông. Dạ, ông Đào Minh Quân tối gà. Cộng sản xin lời cái lý đó. Dạ. Là chúng tôi muốn có tổng tuyển cử, tức là ra mặt. 1990 là UNESCO là tuyên bố ngưng không cứu xét việc vinh danh Hồ Chí Minh là danh nhân thế giới, vì Cộng sản Việt Nam không có nộp được cái dấu tay của Hồ Chí Minh, cho nên Cộng sản Việt Nam đau lắm nha. Tại lúc bây giờ họ nghĩ họ thắng thế 100%, giờ chót họ thua thì chắc chắn là họ muốn trả thù ngay tức khắc cái người mà gây cho họ cái sự đau đớn đó. Mà chúng tôi không phải chiến thắng để rồi chúng tôi lui vào bóng tối, không phải chiến thắng để rồi phải trốn tránh, mà chúng tôi sau khi cái chiến thắng đó chúng tôi còn xông lên để lập một cái chính phủ nữa, và dời cái căn cứ, mà nếu anh chị em có đọc lại tờ báo Dân Ý đó, thì dời căn cứ đã có thông báo trên khoảng 5 số báo Dân Ý, tức là 50.000 tờ báo Dân Ý.
về cái căn cứ tại sa mạc Adelanto. Và anh chị em và quý vị có biết là Cộng sản nó đã gửi người tới sa mạc một hai lần chưa? Anh chị em có biết điều đó không? Dạ thưa, có nghe ạ. Dạ có nghe. Nghe. Có nghe. Nghe, mà nghe như thế nào? Quý vị phải hỏi và hỏi nghe là nghe ai chứ nghe tôi là chuyện của tôi mà quý vị nghe tôi không là quý vị thua. Phải tìm hiểu nha. Thì cho tới giờ phút này đó là anh chị em có thấy là mình đâu có đổi cái số PO Box đâu à. Nhà chúng tôi hai cái nơi ở vẫn còn giữ nguyên như cũ. Và cái căn cứ tại tù nghĩa đường mấy chục năm nay cũng ở chỗ đó, không có thay đổi. Mà cộng quân nó không có đánh vào được. Đố quý vị tại sao vậy? Đố ai giải thích được? Nó có thể cho du đảng, như nó từng hâm he là nó thuê mễ rất là rẻ, có vài trăm, vài ngàn, nó có thể bắn hạ dễ dàng, đúng không ạ? Nó quăng lựu đạn cũng được. Anh chị em thấy, nó giết nhau ở trên, chỉ nóng giận là có thể bắn nhau rồi, đúng không? Dạ thưa đúng ạ. Nhưng tại sao nó làm, nó không làm hay là nó làm mà không được? Theo anh chị em và theo quý vị là Cộng sản Việt Nam Lào cộng muốn làm mà làm không được hay là không muốn làm? Dạ thưa, nó muốn làm mà không làm được. Dạ, bởi vì nó dạ, anh muốn làm mà không làm được vì tổng thống song hành với người với lại nước Mỹ ạ. Dạ thưa tổng thống là cho năm 48 tại sao ạ? Dạ mời năm 48. Dạ kính cảm ơn tổng thống và các chiến lược của Trung Quốc. Tức là nếu nó ra tay thì tức là nó khẳng định nó coi như là nó biết, tức là tất toàn thế giới biết ngay, tức là mình cứ nói nôm na như là lệnh ông tôi ở bụi này ạ. À, cho nên là nó đó cũng là một lý do. Dạ đúng. Dạ, dạ thưa kính thưa tổng thống cho năm 17 có ý kiến à? Dạ mời năm 17. Dạ kính thưa tổng thống, tại vì tàu cộng và cộng sản Việt Nam không bao giờ dám đụng đến ông Đào Minh Quân, tại vì giết ông Đào Minh Quân là lấy ai đâu mà thương lượng cho cái vụ kiện 38.000 tỷ đô la à? Đều cái giờ dạ, cũng đúng nhưng dạ. Mà cái đó là lúc đầu không phải là 38.000 mà lúc ban đầu có 15.000 tỷ đô la thôi, nhưng mà cái đó là từ năm 2013 chúng ta mới tiến hành thưa. Vậy từ hồi năm 1990 cho tới năm 2013 đó là gần trên 20 năm, tại sao họ không có tìm cách họ trừ hạ ông Đào Minh Quân? Giảng được cho anh chị em mình nghe là Cộng sản và Tàu Cộng không muốn làm hay làm mà không được. Cái lý do mà hồi nãy một vị năm 17 đưa ra đó đúng là khúc sau này. Tại vì khi cái đơn kiện chúng tôi đưa lên trên website, tức là người dân Việt Nam của mình thì bận biểu công việc làm ăn hay là nhiều chuyện chính trị, họ không theo dõi. Nhưng Cộng sản biết cái đối thủ mình như vậy đó, họ vào đó họ truy lùng rất là rõ, họ nắm rất là vững, đúng không ạ? Dạ đúng. Cho nên từ đó tới nay họ sẽ không có muốn đánh. Nhưng mà trước năm 2013 tại sao họ không đánh? Hoặc là họ muốn đánh mà đánh không được. Lý do tại sao mà có vị nào trả lời được cho chúng ta? Mời 505. Dạ trân trọng kính thưa Tổng thống. Thứ nhất là khi Tổng thống Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời thành lập Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời đã song hành với Chính phủ Hoa Kỳ, có nghĩa là những việc làm của Tổng thống cũng đều được Chính phủ Hoa Kỳ bảo đảm được cái sự an ninh. Và chúng tôi đã chứng kiến được nhiều lần, mỗi khi mà Tổng thống có một cuộc đi đâu thì là lúc nào cũng có những chiếc phi cơ trực thăng, hoặc là lúc nào cũng có cái sự bảo đảm an ninh của Tổng thống. Cho nên có nhiều lần, chẳng hạn như những cái tổ chức bất cứ chỗ nào mà có tổ chức mà có sự đánh phá là ngày hôm sau sẽ có một cuộc cảnh sát bắt giữ những cái tên đánh phá đó. Cho nên chúng đã bị nhiều lần bị bắt như vậy. Cho nên bọn Cộng sản hay là những ai muốn đánh phá, sát hại chính phủ thì đều có sự bảo đảm an ninh. Chính vì lý do đó mà chúng không dám bén mảng tới. Cũng như những lần Tổng thống ở tại tù nghĩa đường thì cũng có những tên bén mảng tới, nhưng mà rồi sau đó thì cũng bị dẹp ngay. Thì đó là những cái công việc mà Tổng thống hay là Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời song hành với Chính phủ Hoa Kỳ. Cho nên cái công việc mà làm việc của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời và nhất là Tổng thống thì sẽ được bảo đảm bởi Chính phủ Hoa Kỳ. Đó là tại sao mà Cộng sản không dám bén mảng tới
để làm bất cứ một công việc gì. Kính thưa Tổng thống, giờ xin chấm hết ạ. Cảm ơn 505, nhưng mà nhiều khi mình cũng thấy là những cái gì lãnh đạo của họ nhiều khi cũng còn bị không an toàn. Nhưng mà ở đây đó, tôi chỉ đưa sơ cái quan điểm này thôi, nhưng mà tôi tin rằng đó, cái việc làm của chúng ta đó là chúng ta làm có chính nghĩa, mà chính người cộng sản cũng cảm thấy là nếu chúng ta thành công thì họ cũng có lợi. Tại vì thời buổi ban đầu đó thì cộng sản Việt Nam nó nghiên cứu cái chiến lược của chính phủ mình kỹ hơn là những người ở trong cái cộng đồng của mình. Tại cộng sản Việt Nam nó có cái phương châm là nó nghiên cứu 5 năm mà đánh có một ngày thôi, chứ nó không có đơn giản. Mà khi nó nghiên cứu kỹ cái chính sách của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đó, thì nó thấy ngay là chúng ta hiến dâng một cái kế sách để giúp cho toàn cõi Việt Nam được tự do và no ấm, thoát cái bàn tay của giặc Tàu. Trong đó kể cả cộng sản Việt Nam cũng được thoát ách của Tàu Cộng. Còn tôi cảm ơn A505 là đôi lúc chúng ta cũng có cái sự giúp đỡ của chính phủ Hoa Kỳ, nhưng có lúc họ cũng không có giúp đỡ gì chúng ta được. Giống như nhiều khi chúng ta họp hành ở những nơi họ biết thì họ giúp đỡ, còn nếu mà những cái nơi mà họ không biết thì làm sao họ giúp đỡ, có phải không ạ? Dạ, nhưng mà tôi nghĩ rằng người cộng sản nắm chính sách của chính phủ mình kỹ lưỡng và hiểu rành rọt hơn ngay cả một số cán bộ của mình. Tại một số cán bộ của mình nắm không vững, các người cộng sản mà cấp thấp họ không biết gì cả, nhưng cấp lãnh đạo bộ chính trị hay gọi là cục chính trị bộ họ nắm rất vững. Họ thấy ngay cái sách lược của chính phủ của chúng ta đó là giải cứu toàn cõi Việt Nam mà hầu như không phân biệt là cộng sản hay quốc gia. Đương nhiên là chúng ta phải ưu tiên giúp đỡ cho những người bị thiệt thòi từ trước, nhưng mà cái sách lược của mình là để bảo tồn nguyên khí và nội lực của dân tộc. Cho nên ngoại trừ họ bị Tàu Cộng xích cổ họ, thì họ muốn chống lại chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Nếu họ thoát được cái vòng xích của Tàu Cộng, họ sẽ quy thuận chính phủ chúng ta rất là nhanh. Vì anh chị em phải thấy rõ ràng ngay bây giờ, như cái việc tranh chấp ở ngoài Biển Đông chẳng hạn, làm sao Mỹ có thể tin tưởng được cái bọn Cộng sản Việt Nam? Anh chị em suy nghĩ có đúng không? Dạ thưa đúng ạ. Dạ đúng ạ. Dạ đúng vậy. Dạ đúng. Em thấy thật sự suy nghĩ người, tại vì đừng nghĩ là Việt Cộng nó làm những cái trò gian ma xảo trá, cái gì của cộng sản mà qua mắt được Hoa Kỳ? Ổng qua mắt được, nhất là khi mà Hoa Kỳ đã song hành với chúng ta, có những điều gì chúng ta biết chúng ta cũng cho Hoa Kỳ biết. Cho nên cái sự mà gắn bó giữa chúng ta và chính phủ Hoa Kỳ nó rất là lợi hại. Ngay cả khi Hoa Kỳ mà trở về Việt Nam mà rất là ôm sát cộng sản trong tay, họ cũng biết là họ chỉ là một cái, mà nói mình cách nói cho vui, mà tôi có một lần tôi nói với một anh nhà báo đó, tôi là vợ chính thức còn cái kia là nàng hầu thôi, tại tôi không có đẻ, tôi không có con, đúng không ạ? Dạ đúng vậy. Dạ tôi đúng. Anh chị em suy nghĩ ra cái câu đó. Dạ. Còn cái nàng hầu thì có con, tôi thì không có, nhưng mà nàng hầu có con, nếu cần con thì lấy ở đâu ra? Thì phải lấy con ở nàng hầu, đúng không? Dạ tôi đúng. Cho nên cộng sản Việt Nam, anh chị em hỏi rằng có tờ giấy nào mà giao dịch với chính phủ Hoa Kỳ bằng giấy tờ không thì họ không có. Cái thứ hai là cái mà những nhà khoa bản trí thức của mình không có để ý là Mỹ, Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc chỉ có giao dịch với nước Việt Nam chứ không hề giao dịch với Đảng Cộng sản Việt Nam nha. Cho nên không có cái văn thư nào mà Hoa Kỳ hay Liên Hiệp Quốc mà giao dịch với Đảng Cộng sản Việt Nam cả. Cho nên Đảng Cộng sản Việt Nam họ phải ngầm hiểu rằng họ nằm ngoài vòng pháp luật. Mà nước Việt Nam không có nghĩa là cái gọi là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Khi mà Hoa Kỳ vẫn duy trì chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời từ ngày thành lập cho đến hôm nay, nếu họ đi đôi với cái gọi là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì họ phải triệt ngay tức khắc cái chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời được thành lập chỉ với cái mục đích là giải thể và triệt tiêu hoàn toàn chế độ Cộng sản Việt Nam và đương đầu với Tàu Cộng. Cái mục đích
cái lập trường và tôn chỉ của mình rõ ràng từ đầu đến cuối, chứ không có cong cong quẹo quẹo, không có mờ mờ ảo ảo, có đúng không ạ? Thưa đúng vậy ạ, thưa đúng. Anh chị em cứ sao lục lại những cái tài liệu từ năm 87, 86 cho tới bây giờ đi, nó cũng là một cái giống nhau thôi, phải tiêu diệt cái chủ nghĩa cộng sản và cái gọi là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mà nếu Mỹ giao dịch với lại Cộng sản Việt Nam thì họ phải dẹp bỏ cái chính phủ này đi chứ, đúng không? Và có phải đương nhiên là những lần mà Việt Cộng mà nó đến Mỹ, nó phải đòi hỏi Mỹ phải dẹp cái chính phủ mình không, quý vị? Quý vị có thấy là cái anh Tàu Cộng lúc nào anh cũng muốn Mỹ dẹp cái anh Đài Loan không? Dẹp lấy ạ. Mà anh Đài Loan mà tới giờ này chưa có cái tờ giấy nào gọi là chính phủ cả. Cho tới giờ, tới ông Trump đây nè, bây giờ ông mới sắp sửa thôi, sắp sửa công nhận Đài Loan là một chính phủ. Ngay cả Đức Lạt Ma đó, là ngài là một chính phủ lưu vong, thực thụ đất đai rõ ràng của Ấn Độ cung cấp cho ngài, để ngài thành lập một cái chính phủ lâm thời. Nhưng mà ngài cũng chưa bao giờ được Mỹ công nhận là một cái chính phủ lâm thời cả. Và luôn luôn Hoa Kỳ tiếp đón ngài như là một người lãnh đạo tôn giáo, có đúng không? Đúng ạ. Dạ thưa đúng ạ. Thưa đúng. Có bao giờ mà Mỹ bảo rằng họ tiếp đón ông thủ tướng của Tây Tạng bao giờ không? Dạ thưa chưa bao giờ. Và ngay cả cái nước Đài Loan kia vẫn chưa bao giờ nhận được một cái văn thư kể từ ngày mà Tàu Cộng làm đại diện của nước Tàu tại Liên Hiệp Quốc. Thì bao nhiêu đời từ Trần Tử Biển cho đến bây giờ Thái Anh Văn chưa bao giờ nhận được cái văn thư của Mỹ gọi là một chính phủ cả. Người ta gọi là một đảo quốc độc lập. Và hễ mỗi lần mà Mỹ sắp sửa mà gửi một cái văn thư cho Đài Loan với tư cách là một chính phủ, là mới sắp sửa thôi, là Tàu đã hùng hổ lên rồi, có đúng không? Dạ đúng ạ. Dạ thưa đúng. Dạ thưa đúng ạ. Vậy thì khi mà Mỹ gửi những văn thư mà công nhận cái chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời thì Cộng sản Việt Nam có hùng hổ không quý vị? Dạ là đương nhiên phải rồi. Dạ thưa không, tại vì nó không có quyền gì đó. Nó có quyền không có gì, nó cũng hùng hổ thôi. Nó khó chứ, nhưng mà tại các cái báo nó không có đăng thôi, nó hùng hổ lắm nha. Tại vì nó mắc cỡ, nó hùng hổ cũng không được. Tại sao mà nó hùng hổ cũng không được? Tôi chỉ nói về cái mặt mà tranh cái danh xưng thôi. Ở đây không biết có Hoàng Tôn không? Bữa nay có Hoàng Tôn vào trong cái lớp FCC này không? Không biết. Dạ kính thưa Tổng thống. Không biết có vị nào. Không có thấy Hoàng Tôn. Hoàng Tôn có xin phép vô trễ nhưng mà tới giờ không có thấy vô, chắc có lẽ bằng công việc. À. Không biết có vị tướng lãnh nào hoặc là một cái vị thức giả nào có thể giảng được cái chỗ này. Là tại sao Cộng sản Việt Nam đòi mà không được. A518 để số 1. Dạ mời A518. Dạ, trân trọng kính chào Tổng thống và Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý tướng lãnh, quý đại biểu, quý đồng nghiệp. Theo anh 18 suy nghĩ, từ khi mà Cộng sản cướp chính quyền á, tới bây giờ là nước Việt Nam không có chính phủ, thì cái danh xưng hợp pháp chính phủ là tụi nó, tụi Cộng sản là không có hợp pháp và hợp hiến, nên Hoa Kỳ dư biết cái điều đó, nên đương nhiên Hoa Kỳ không công nhận cái nhà nước Cộng sản Việt Nam là một chính phủ, cái danh xưng chính phủ. Nên khi mà chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời được thành lập á, thì là hợp hiến hợp pháp, đúng là danh xưng là một chính phủ, là do danh bộ lên, mà cũng nằm trong chiến lược của Hoa Kỳ, nên Hoa Kỳ đương nhiên là công nhận chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời chính phủ duy nhất của nước Việt Nam sau khi cái nền đề nghị thuộc hòa bị tan hàng, là cái chính phủ này là thừa, là chính phủ duy nhất mà thừa kế cái hai cái nền đề nghị về nhất, mà hai nền đề nghị về nhất là thừa kế cái chính phủ của Bảo Đại trước là chính phủ hợp pháp duy nhất của toàn nước Việt Nam, đúng theo cái danh xưng đúng nghĩa của một chính phủ là do danh bộ lên. Dạ xin A518 xin hết. Dạ. Cảm ơn A518. Để tôi ngày hôm nay chúng tôi muốn trình bày cho anh chị em nắm vững cái điểm này, là rất tiếc là cho tới năm 1990 chưa có hội đoàn nào muốn thành lập một chính phủ cả. Cái điều đó là rất là đáng tiếc cho người Việt tại hải ngoại. Chỉ có một tổ chức bên Úc muốn lập một chính phủ và một cái tổ chức bên Pháp muốn lập một chính phủ. Nhưng mà hai cái vùng đó, một là Âu Châu, một là Úc Châu, đều không phải là cái đất dùng võ và được Mỹ chấp thuận. Họ muốn tại nước Mỹ này, nếu Mỹ ủng hộ, họ ủng hộ con ruột chứ họ không có ủng hộ con nuôi nha. Cho nên trước năm 1990
chỉ có hai cái tổ chức muốn lập chính phủ. Cái tổ chức thứ nhất là của ông cựu ngoại trưởng Trần Văn Lắm, là muốn lập cái Việt Nam Cộng hòa lưu vong. Nhưng mà lúc bấy giờ anh chị em có biết Hoa Kỳ trả lời như thế nào không? Hoa Kỳ họ trả lời là vì Dương Văn Minh đầu hàng vô điều kiện nên Việt Nam Cộng hòa không thể nào lưu vong được. Nếu mà Dương Văn Minh không có đầu hàng mà rút ra hải ngoại tiếp tục chiến đấu thì lúc đó chúng ta có một Việt Nam Cộng hòa lưu vong, giống như là chính phủ Lào lưu vong vậy đó. Nhưng rất tiếc mình không có, mình đã đầu hàng. Cái thứ hai, cái người học được cái bài học đó và đứng ra lập chính phủ gọi là chính phủ đối lập, tức là nhà văn chủ bút tờ Quê Mẹ tại Pháp. Đố quý vị biết nhà văn nó tên gì không? Một nhà báo rất nổi tiếng tại Pháp. Giờ thưa, giờ năm 46 xin trả lời là ông giáo sư Võ Văn Ái. Giờ thưa Tùng Thông. Dạ phải, đúng chính xác. Ông Võ Văn Ái, ông học được bài học của ngài ngoại trưởng Trần Văn Lắm, cho nên ông đổi cái danh xưng, ông nói là lập một chính phủ đối lập. Thì trong một cái arbitration, tức là một cái vụ mà tranh luận, tranh biện đó, thì cái bên hỏi đặt cái câu hỏi nói rằng ông đối lập cái gì? Thì ông ta nói rằng ông ta đối lập vì những cái sự vi phạm nhân quyền, tự do tôn giáo rất trầm trọng. Thì người bên kia hỏi lại vi phạm ở đâu? Thì ông nói vi phạm tại Việt Nam. Thì bên phía trong cái phái đoàn đó có một người tại Mỹ trả lời: nếu vi phạm tại Việt Nam thì ông nên về Việt Nam để thành lập chính phủ đối lập, chứ tại Pháp không có sự vi phạm đó. Cho nên nhiều vị thức giả hào kiệt ở trong này tưởng rằng ở Bôn Sa hay bất cứ nơi nào có nhiều anh hùng hào hớn lắm, thật sự chẳng có anh hùng hào hớn nào cả. Nếu mà mình không đi vào cái lộ trình của Hoa Kỳ nha, mình không nắm được cái roadmap của Hoa Kỳ tại Việt Nam và không thể song hành được với Hoa Kỳ thì không thể lập chính phủ được. Nếu anh chị em có để ý kỹ thì ở đây cũng có những cái chính phủ giả lớn lắm và rốt cuộc phải tan trong trứng nước. Trong lúc cái chính phủ của chúng ta nằm ở tận sa mạc, mà nằm im, chờ đến lúc cần thiết mới xuất hiện. Cho nên những cái chính phủ mà chúng ta nhắc tới là những anh hùng, những người có thể yêu nước, có thể vì bất cứ một cái lý do nào, nhưng thật sự vì họ chỉ không nắm được một vấn đề thôi. Để đó là cái roadmap của Mỹ tại Việt Nam, hay nói đúng hơn là roadmap của Mỹ tại Đông Nam Á. Yeah. Bữa nay chúng tôi chỉ tạm thời nói như vậy. Và anh chị em phải hiểu rằng là chính phủ chúng ta và cá nhân chúng tôi là muốn, rất muốn cứu cái đất nước Việt Nam khỏi tay Tàu Cộng, khỏi họa xâm lăng đang bành trướng trong đất nước quê hương của chúng ta. Cho nên anh chị em phải cố gắng tôi luyện, dẫn dắt nhau trở về con đường nẻo chánh, biết đâu là chính tà thiện ác, đúng sai, và phải tạo ra nhiều người Việt chân chính mới cứu được đất nước Việt Nam. Quốc tế và Hoa Kỳ có thể giúp chúng ta, họ đang ở về phía chúng ta. Nhưng mà chúng ta phải cho thấy là thật sự người dân Việt Nam không chấp nhận Cộng sản, không muốn bị đô hộ bởi Cộng sản. Chúng ta vì không có quân nên chúng ta phải lập một cái đoàn quân, chứ không cần tới cái đoàn quân của bà vợ bé nữa, mà đoàn quân của chúng ta chính là người dân, chính là ý dân, và đó là trưng cầu dân ý. Bởi vì chỉ có chính người dân Việt Nam mới có thể cứu được đất nước Việt Nam mà thôi, không ai khác hơn cả. Đừng nghĩ nhiều đến quốc tế, Liên Hiệp Quốc hay Hoa Kỳ, họ đang sẵn sàng đứng về phía của chúng ta, nhưng mà chính chúng ta phải luôn nghĩ đến đất nước Việt Nam, phải do người Việt Nam chúng ta quản trị, cai quản và làm tốt đẹp bao nhiêu là cũng do người dân mà thôi. Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh. Thì ông Tổng thống Đào Minh Quân chưa có gì là trọng đâu nhé. Vì thế chúng ta phải tạo những người dân. Bởi giặc Tàu phương Bắc thì duy nhất và chỉ một điều kiện này thôi là người dân phải trở thành người Việt chân chính, biết phân biệt đúng sai. Quý vị và anh chị em nhớ điều tôi nói hôm nay. Liên Hiệp Quốc và Hoa Kỳ luôn bên cạnh chúng ta và sẽ giúp đỡ chúng ta rất là mạnh mẽ.
khi họ thật sự thấy được toàn cõi Việt Nam, người người đều cùng một tâm niệm và khẳng định là họ không có chấp nhận chế độ cộng sản bằng lá phiếu trưng cầu dân ý. Mà lá phiếu trưng cầu dân ý là cộng sản không có biết được. Chúng ta phải cảm tạ trời Phật, cảm tạ những anh chị em chuyên gia, những vị kỹ sư đã tận hiến, dân hiến cho chính phủ một cái hệ thống trưng cầu dân ý rất là an toàn. Và họ phải cố gắng rất là nhiều cái trí óc của họ, vận dụng rất nhiều sự thông minh, tài giỏi của họ để mình có một cái system như vậy. Mà chúng ta phải vận động người dân bỏ phiếu, mạnh mẽ trưng cầu dân ý. Chúng tôi thấy là số phiếu trưng cầu dân ý đang lên rất nhanh và rất mạnh. Yeah. Mà càng nhanh càng mạnh bao nhiêu đó, thì đừng có giống như là mình tự tin, mà phải càng phải vận động thêm nữa. Cái ngày mà chúng ta gặp nhau tại Việt Nam cũng gần lắm đó, rất là gần nha. Nhưng mà đừng vì vậy mà chúng ta lại buông lơi cái tay. Và có lúc chúng tôi cũng muốn các anh chị thấy là hiện nay đó, cái sức mạnh nhất của chính phủ là chúng ta đang có lòng dân. Thành ra cố gắng đừng làm mất lòng dân, đừng bao giờ làm mất lòng dân, và đừng bao giờ quên cái chính phủ chúng ta được thành lập để phục vụ, không phải để cai trị. Nhiệm vụ của chúng ta là nhiệm vụ chiến lược, là phải triệt hạ hoàn toàn và triệt để chế độ cộng sản tại Việt Nam, và buộc Tàu Cộng phải rời khỏi đất nước Việt Nam, giao trả lại chủ quyền cho Việt Nam Cộng Hòa. Rồi sau đó chúng ta sẽ tổng tuyển cử để toàn dân chọn lựa ra những người lãnh đạo chính thức. Anh chị em có nắm vững không ạ? À? Chưa nắm vững. Nắm vững ạ. Dạ thưa nắm vững ạ. Nhưng anh chị em đặc biệt là trong nước, tại vì khi anh chị em trong nước nắm vững hệ thống liên lạc thì khó khăn, công an, cộng sản rình rập đủ các nơi hết. Nhưng cho nên khi nào mà trả lời, tôi mong ước là anh chị em tài ái ngoại nên nhường cho những anh chị em trong nước. Tại thật sự chúng tôi muốn nghe được anh chị em trong nước là có hiểu được vấn đề và có cần chúng tôi giải thích thêm điều gì nữa hay không. Tại vì anh chị em là những chiến sĩ, là những vị tướng ngoài mặt trận, mà rất tiếc như chúng tôi có giảng hồi lúc trước, chúng tôi ra trận thì có đầy đủ súng ống và có đầy đủ hậu cần tiếp viện, tiếp trợ. Còn anh chị em muốn nhờ đến chính phủ thì thò cái bàn tay rất là xa. Cho nên anh chị em là những chiến sĩ ngay trận địa, những vị tướng ngoài mặt trận. Cho nên chúng tôi rất thương và chúng tôi muốn lắng nghe dữ lắm để chúng tôi điều chỉnh cái chiến lược và cái chiến thuật cho nó hợp lòng dân và làm sao thành công càng nhanh càng tốt và bớt đổ máu chừng nào chúng tôi cảm tạ trời đất chừng ấy nhé. Những anh chị em đồng bào trong nước có nghe được tiếng chúng tôi không ạ? Dạ, thưa Tổng thống có. Dạ, kính thưa Tổng thống, có nghe ạ. Dạ, có, thưa Tổng thống. Dạ, có nghe ạ, thưa Tổng thống. Vậy quý anh chị em có cái gì muốn chúng tôi giảng giải không? Bây giờ mình đã ăn cắp qua tới gần một tiếng rưỡi rồi. Mỗi lần gặp nhau, lưu luyến không có muốn dừng, mà lúc nào cũng quá giờ hết. Những vị mà ở xa, mà giờ bận đó, mà họ bảo là chính phủ này khủng bố, thì hỏi họ khủng bố là cái nào, họ phải giải thích. Điểm thứ ba là trong những cái biên bản mà họ đọc để cho mình ghi đó, thì mình có quyền ghi vào trong đó là tôi viết theo lời đọc của anh cán bộ tên gì đó, thì tự nhiên cái biên bản nó vô giá trị, đúng không? Không bao giờ mình đối đầu với Cộng sản Việt Nam bằng cái thái độ chống đối. Đó là cái mà tôi muốn nhấn mạnh cho anh chị em, là sự an toàn của anh chị em lúc nào cũng là trên hết. Và sự chống cự chưa cần thiết. Tại vì khi một người mà ở trong đồn một mình, nó có thể xa luân chiến. Xa luân chiến đây là nó có thể đưa vài người tới nói chuyện với mình, làm cho mình cũng mệt mỏi lắm. Nhé. Mà các cái anh chị em mà có cái chính khí như vậy, có cái quyết tâm như vậy, thật sự là tôi cảm phục lắm. Nhưng mà không cần thiết. Tại anh chị em thấy là
nếu người công an kêu mình ghi một cái biên bản, mình chỉ hỏi họ tại sao. Ví dụ như bây giờ chính phủ này khủng bố, là anh có thể chứng minh cái chính phủ này khủng bố không? Tại vì chúng tôi tin các anh nói là chúng, thì các anh phải cho chúng tôi cái bằng chứng nha. Chứ không, đừng dùng cái thái độ chống đối. Cái này khó lắm, là tại vì chúng tôi biết là những người trong nước luôn luôn bị cộng sản nó đè, nó ép, cho nên tức trong lòng lắm, có chuyện đó bung ra. Bởi vậy anh chị em có biết không, khi mà trước khi mà chúng tôi không có muốn nhận cái chức thủ tướng, tại vì xin lỗi nếu mà gặp cộng sản trước mặt chắc tôi làm thịt luôn, tôi bắn liền nha. Nhưng mà khi nhận cái trọng nhiệm thủ tướng đó, thì chúng tôi phải biết mình phải học chữ nhẫn và nhịn. Trong chữ nhẫn có chữ nhịn trong đó, và có thêm một chữ nhẹ nữa là chữ nhục. Tại vì mình mất nước cái nhục quá lớn, cho nên những cái nhục nhỏ nhỏ mình coi không có đáng kể. Mình nhất định mình phải trường kỳ quyết tâm để lấy lại, triệt tiêu, nhổ tận gốc rễ, không cho cái chủ nghĩa cộng sản gian ác vô thần nó còn tồn tại trên cái đất nước Việt Nam thân yêu của mình. Nhưng không có dùng cách võ dũng vô mưu, mà mình dùng nhu thắng cương, nhược thắng cường, mềm nhưng không có yếu, nhu mà không có nhược. Nhờ tại sao mà nhu không có nhược? Đó là nhờ sự trầm tĩnh và nhu hòa của mình. Còn khi mình bắt đầu cứng cỏi ương ngạnh, tại vì như vậy là mình không thể thực hiện được một cuộc chiến tranh tâm trị mà chúng ta đã hy sinh bao nhiêu tâm huyết. Cái người Việt Nam chúng ta dù không ở trong chính phủ, nhưng chính phủ đã gọi là chính phủ thì phải coi mọi người là người dân của mình, kể cả người dân chống đối mình cũng là người dân của mình. Mình tha thiết muốn họ trở lại cái đường đây nẻo tránh lắm. Cho nên những thành viên, những thành phần trong chính phủ rất là quan trọng. Vua Lê Lợi bắt đầu mới có 18 người mà dám đương cự tới hàng trăm ngàn quân binh. Giặc Minh kia rất là hung ác tàn bạo, mà nhà vua vẫn duy trì cái nhân đạo độ lượng của người Việt Nam. Thì anh chị em chúng ta đang có cái thế dựa là Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc, cho nên cộng sản chưa có dám đụng trực diện nha. Nhưng mà chúng vẫn xảo quyệt, hèn là muốn bẻ mình từng chiếc đũa bằng cách là kêu gọi từng cá nhân lên đồn. Mà anh chị em phải thấy là ngay trong cái đơn mời mình lên đồn cũng có những lý do rất là vu vơ, không có nghĩa lý gì cả. Cái giỏi nhất của mình là phải yêu cầu họ giải thích, chứ không phải là cái chống đối. Anh chị em nhớ nha. Và chúng tôi thật sự không muốn nghe thấy một cái anh chị em nào ở trong nước mà bị khó khăn cả. Chỉ cần âm thầm trưng cầu dân ý, mà theo báo cáo của ở bên ban kỹ thuật là số phiếu của chúng ta lên rất cao, lên rất là cao. Nhưng mà chúng tôi cũng chưa muốn hỏi tổng số là bao nhiêu nhé. Nhưng mà lên rất là cao, cho nên cái chiến thắng của chúng ta đang đến rất là gần. Tại vì cái phiếu lên cao bao nhiêu thì cái chiến thắng tới gần bấy nhiêu. Cái số phiếu đó gần như là nó đang thu gọn cái con đường mà chúng ta giải thể tà quyền cộng sản. Cho nên những anh chị em của mình có thể dạy dỗ cho cộng sản Việt Nam bằng sự trầm tĩnh, nhu hòa và khôn ngoan. Bởi vậy nên chúng tôi mới dùng hình tượng của người phụ nữ. Tại vì tôi e rằng những cái người hào kiệt, những người võ sĩ đạo có chánh khí, họ sẽ không nhịn được. Vì họ đang sẵn có một cái hào khí của một cái người anh hùng, nghĩa sĩ, nên họ khó nhịn lắm. Nhưng mà riêng các chị em phụ nữ có cái tình người mẹ, có cái sự chịu đựng sâu sắc, cho nên cố gắng dùng cái mềm mại của mình nha. Dùng cái mềm mại của mình, đừng có dùng sự cứng rắn. Và hiện nay các anh chị em phải hiểu rằng có những người bề mặt chống đối chính phủ nhưng đang làm cái hồ sơ trưng cầu dân ý đó nha. Hồi trước đó thậm chí có những người còn nộp hồ sơ để xin nhà của chúng ta nữa. Đó là theo báo cáo của những anh chị em trong nước. Nhưng mà cái chúng tôi hiểu rằng có một số cán bộ cộng sản Việt Nam đang làm hồ sơ trưng cầu dân ý trong cái hệ thống của chính phủ, mà không phải ít, có thể lên tới hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn người rồi nha. Cho nên họ đang tìm về cái hướng của quốc gia. Hiện nay họ có khó khăn là Tàu Cộng nó núp, nó nằm chìm
ở trong Cộng sản Việt Nam. Thì nó chiếm cái nước mình 80 năm rồi, đúng không ạ? Từ ngày mà nó gửi Hồ Chí Minh vào đó để chiếm lấy cái nước Việt Nam mình, thì nó đem cái giống tàu vô nhiều lắm. Và nó đẻ ra biết bao nhiêu con lai. Nếu mà anh chị em cứ thấy là ngay trong cái thời gian 45 mà nó đem con của nó là một bào thai, tính ra từ năm 2019 mà trừ đi 1945, thì những đứa đang sống đó là những đứa nào? Có phải là cái đám đang nằm ở ngoài Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản bây giờ không? Mà mấy chục năm nó ở Việt Nam nên nó nói tiếng Việt giỏi không thua gì người Việt Nam cả. Những đứa nào cũng giấu cái gốc tích của nó. Ví dụ như Hoàng Trung Hải có bao giờ dám đưa cái gốc tích của mình đâu. Ví dụ như là Tô Lâm có bao giờ dám đưa gốc tích của mình đâu. Giống như là Phùng Quang Thanh có bao giờ dám đưa cái gốc tích của mình đâu. Giống như Trần Đại Quang có bao giờ dám đưa cái gốc tích của mình đâu. Và ngay cả bây giờ chúng ta thấy có Nguyễn Phú Trọng cũng có những hồ sơ cho thấy hình như là người Tàu. Nhưng mà đó không phải chỉ có vài người. Mà anh chị em phải hiểu rằng từ năm 1945 khi chiếm đóng ở miền Bắc Việt Nam đó, nếu họ bắt đầu họ đẻ một đứa con từ năm 1945, 9 tháng 10 ngày cho tới năm 1946, 47 mới có. Thì tới bữa nay là họ đã 70-80 tuổi rồi. Và ở như vậy thì họ nói tiếng Việt Nam cũng như người Việt Nam. Cho nên chúng ta dễ bị lầm lắm, nhưng thiệt sự chúng nó đều là Hán Giang hết á. Cho nên những anh chị em nào mà mình thấy được có màu sắc của người Việt Nam mình đó, thì dùng sự nhu hòa kêu họ giải thích. Họ giải thích mình không giải thích không được thì mình không làm thôi. Tại lỗi họ không giải thích. Tại trong cái đơn anh chị em cầm tôi đã thấy nó vô lý. Có dụ như là tôi đưa cho một số người Mỹ tôi giải thích. Đây là cái đơn của tôi Việt Cộng nè. Nó gửi nó mời người dân như thế này. Có cái đồn cảnh sát nào chỉ có biên phạt thôi cũng phải để cho rõ cái đèn nó đỏ. Hay cái thiếu cái đèn đỏ đạp thắng hay là vượt qua cái trạm stop phải đề cho rõ trong cái biên bản để mà mời ra tòa. Còn đây chưa ra tòa mới lên đồn công an mà nó viết những cái chữ mờ mờ tối tối kiểu này. Cho nên khi nào anh chị em đã đưa cái bản văn đó mà tới Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc là chúng tôi dịch ra tiếng Anh, chúng tôi phóng lên cho Hoa Kỳ liền. Cho nên họ có đầy dẫy, họ biết là Cộng sản Việt Nam vi phạm rất nhiều. Nó tưởng rằng nó kêu một hai người lên đồn không ai biết. Tại nhiều người rất là thông minh và khôn ngoan. Họ chụp cái thư mời đó, họ gửi lên cho Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc. Và những người đó, anh chị em có biết không? Họ đều an toàn để trở về. Còn cái người nào mà không nộp lên thì chuyện đó là của người đó. Chúng tôi không thể cố gắng mà can thiệp được vì không biết tại sao. Rồi tự nhiên cái vào nhận cái email nói chúng tôi bị công an cưa lên đánh đập hay làm gì đó. Chúng tôi không biết là vì khi công an nó khổ là nó không có chịu gửi giấy mời. Nhưng thiệt sự nó dám làm chuyện như vậy nhiều lắm không? Hay là nó chỉ làm một hai cái trường hợp cá biệt mà chúng ta đang truy lùng cái bằng chứng? Và đặc biệt là chúng tôi rất là muốn trừng trị những cái tên bắt cóc. Đó là tội bắt cóc, chứ không phải là cái tội đem lên đồn công an, mà là tội bắt cóc. Bắt cóc là tội đại hình đó thưa anh chị em. Cho nên mình cố gắng nha. Tại vì anh chị em là ở trong nội địa, là đang đối diện với kẻ địch, cho nên phải cố gắng dùng cái sự mềm mỏng. Nhưng mà việc khôn ngoan nhất là khi có giấy mời cứ gửi cho Bộ Tư lệnh. Tất cả những cái tên trung tá, thiếu tá mà ký giấy mời anh chị em đó đều nằm vào trong sổ hết à. Nếu mà tôi nhắc tên ở đây là anh chị em biết là chúng tôi nắm từng đứa là nha. Nó hết có cái màn đó rồi. Có một thời gian nó gửi thư mời, nó mời anh chị em mình lên đồn công an đó, nó gửi thơ. Mà chúng tôi đó là tuy là mình ở xa nhưng mà mình bằng mọi cách nha, bằng mọi cách để giúp đỡ cho người Việt Nam. Tuy nước xa không có chữa được lửa cháy ở gần, nhưng chúng tôi cố gắng lắm. Tất cả những đứa, những tên cộng sản nào mà nó đang tra ép dân chúng đó, là chúng tôi có tên tuổi nó hết rồi. Nó khó chạy thoát lắm. Ví dụ như Kiên Giang thì cái tên Thượng tá Bùi Quốc Triều đó là chúng tôi đã có danh sách riêng của nó rồi. Có đúng không? Anh chị em là những người có nhận cái tên của người này để chúng tôi cho các anh chị em thấy được. Là tại vì phải hiểu rằng những tên đó là anh chị em phải nói với nó là chúng tôi có nghe ông Tổng thống nhắc tới tên của anh đó, chứ không phải chúng tôi nói cho vui đâu. Cái tên Trung tá Nguyễn Thị Thủy Tiên là một tên phụ nữ chuyên môn mời những người. Có đúng không? Đó là tôi nhắc sơ những người mà chúng tôi có giấy.
và những người đó đều trở về bình yên hết. Những người nào bị cái giấy mời đó, là Trung tá Nguyễn Thị Thủy Tiên này mời nhiều người lắm, nhưng mà cô này vẫn có cái thái độ rất là nhu hòa. Tôi chưa thấy có người nào complain, tức là phàn nàn về cái cô này cả, là cô trung tá này. Alo. Người kế tiếp là A540. Mời. Dạ, A540. Chào các tướng lãnh và quý đại biểu, quý đồng nghiệp. Phang phang chậm lại là làm sao? Tức là A540 là nghe là có một số cộng sản nó vào trong chính phủ để nó trưng cầu dân ý, để nó cướp công hay sao? Dạ. Làm sao nó cướp công được? Tại vì khi nó trưng cầu dân ý. Dạ, kính thưa Tổng thống, tức là nó cũng chuyên cầu dân ý, là nó cũng tìm cách để nó vào chính phủ, nó hoạt động trong chính phủ. Theo như họ nói mà A540 đọc mà hiểu ra là như là họ sợ, tức là giống như khi xưa mà Cộng sản nó cũng mưu mô quỷ quyệt để nó cướp Việt Nam Cộng Hòa dưới tay đệ nhị của Việt Nam Cộng Hòa. Dạ, kính thưa Tổng thống. Nó cướp bằng cách nào? Thì bởi vậy cho nên A540 là muốn Tổng thống giao cho những người trong cái phòng này hôm nay để nắm bắt cho nó rõ, cho nó chắc, mà để khi mà mình thấy những anh chị em nào mà có một cái suy tư và mình có suy nghĩ như vậy thì mình sẽ có cái lời nói mà có những cái thuyết trình mà rõ ràng minh bạch để cho không còn ai có sợ cái vấn đề đó, để cho an tâm, để tin tưởng vào Tổng thống 100% tuyệt đối là 100% không bao giờ có một cái sự suy nghĩ gì hết để mà lo ngại. Kính thưa Tổng thống, cứ mạnh thẳng tiến là tiến. Dạ, kính thưa hay dạy Tổng thống hết ạ. Nó đâu có dạy gì, nó trưng cầu dân ý cho nhiều để nó mau chết. Bất cứ một người nào mà trưng cầu dân ý là tự nó đâm nó rồi, thì đâu có cái chuyện. Tại vì ngày xưa nó giả làm người của mình để nó dò la tin tức, đúng không? Và nó thừa cơ nó tấn công mình, đúng không? Cho nên mình phải giải thích cho người dân cho rõ là không có bu vơ như vậy. Tại hồi xưa khác, bây giờ khác. Cái đệ tam Việt Nam Cộng Hòa họ đã học tất cả những cái bài học kinh nghiệm trong quá khứ, tức là học của đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa. Cho nên họ đưa ra cái sách lược trưng cầu dân ý này gì đó. Mà nó muốn tạo công lao thì nó đem nhiều người về chính phủ. Và nó cũng một mình nó chẳng làm được cái gì ở trong cái chính phủ cả. Có đúng không? Rồi nó vào trưng cầu dân ý thì nó học được cái gì ở trong cái trưng cầu dân ý. Cho nên anh chị em phải tự mình suy nghĩ. Cái hồi xưa nó giả làm người quốc gia, nó trở về nó trà trộn, thì nó thâu lượm tin tức. Đúng không ạ? Rồi nó thừa cơ nó đánh lén mình. Có đúng không anh chị em? Thế sao anh chị em không biết là tôi muốn anh chị em lắng nghe. Dạ, đúng rồi. Phải những người ở ngoài. Dạ, bên ngoài thì chắc ăn lắm rồi. Tôi muốn nghe những anh chị em trong nước là phải suy nghĩ cho kỹ. Tại hồi xưa đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa là chưa nắm vững Hồ Chí Minh là người Tàu. Cái thứ hai nữa đó, chưa có đưa ra cái sách lược trưng cầu dân ý. Cái sách lược trưng cầu dân ý là cả Việt Cộng bây giờ còn chưa hiểu gì hết. Bây giờ nó trưng cầu dân ý, nó đưa nhiều người vào trong trưng cầu dân ý cho mình đủ 5 triệu nó chết trước. Đúng không? Dạ đúng ạ. Có đúng không? Dạ thưa đúng ạ. Không, tôi muốn nghe. Dạ thưa. Trong nước là không phải ngoài, chứ anh chị em cũng ngoài. Trong nước mới là quan trọng, cho nên trong nước mới là bị nghe đồn bu vơ. Cho nên mình giải thích. Hồi đệ nhất đệ nhị Cộng Hòa, đúng vậy, Cộng sản nó trà trộn. Cho tới ông Nguyễn Văn Thiệu là ngài rất là giỏi như thế. Mà tới cái đời ông cố Tổng thống Ngô Đình Diệm là giỏi như vậy. Mà nó vẫn vào được trong Dinh Độc Lập, và nó vào được tới phủ tổng thống và gián điệp của nó. Còn bây giờ gián điệp cộng sản mà vào trên cầu dân ý thì chỉ có nước chết thôi, đúng không? Anh chị em suy nghĩ đi, đúng không ạ? Tại vì nó vô một cái trận địa mà nó không biết có bao nhiêu quân mà đứng trấn ở chỗ nào, nó còn không biết. Nó giống như là nó vào cái cõi u minh của nó vậy đó. Bao nhiêu cái oan hồn, bao nhiêu quỷ dọa xoa gì đó mình nhốt trong đó được hết đó. Cái triệu anh mình nhốt vô đó cũng gọn bâng rồi, nha. Cho nên không có gì phải lo lắng. Cứ lập công đi, cứ gửi về càng nhiều trên cầu dân ý càng tốt. Cộng sản cứ lập công đi, tốt thôi. Nó không có làm sao quậy được cái chính phủ cả. Và đặc biệt là cái hệ thống trên cầu dân ý của mình bây giờ nó trở thành giống như là cái Internet vậy đó. Tức là nó hoạt động mà không cần có chuyên viên, cũng không cần có
hồi xưa các đại vị đại biểu của mình, các thành viên trong chính phủ phải chỉ cái này, chỉ cái nọ, trưng cầu đủ thứ giúp đỡ. Còn đây bây giờ người dân cứ tự chỉ nhau cách làm cái phone, đánh cái nó vào trong cái máy. Bây giờ có 10 anh gián điệp chui vô trong cái máy trưng cầu dân ý rồi, vô trong đó thấy cái gì? Đúng không anh Năm 40? Dạ, kính thưa Tổng thống, đúng ạ. Cho nên đừng có sợ, đừng có lo, đừng có nghĩ cứ nói hỏi. Bao nhiêu cứ trưng cầu dân ý đi. Vì cộng đem càng nhiều càng tốt, cứ vào trong đó bao nhiêu mình giống như là cái biển vậy đó. Bao nhiêu mình cũng nhận được hết. Dạ, kính thưa Tổng thống, người kế tiếp là A548. Mời A548. Dạ, mời A548. Dạ, kính cảm ơn Tổng thống và Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc cùng anh chị em. Thực ra là A548 có hai cái ý kiến như này ạ. Tại vì là hiện tại gần đây nhất, tức là ngày 27 tháng 8 ấy, thì cái đài báo của bên Cộng sản Việt Nam, tất cả do là cái sự ngoan cố của Cộng sản Việt Nam cũng như là chính là Cộng sản Tàu thôi, thì nó đã đưa ra rất là nhiều tin, thậm chí là cả triển lãm với cái tên Hồ Tạc nữa. Và nó triển lãm ngày 7 tháng 9 năm 2019. Thì cái thông tin cụ thể này thì A548 đã gửi Trung tướng Huệ Lâm. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cũng vẫn trong cái cuối tháng 8 này nó đưa ra đánh giá nhai lại, tức là nhai lại cái giọng điệu cho là chính phủ mình khủng bố đó, vân vân. Thế thì theo như A548 nghĩ rằng là chúng ta bắt đầu một biện pháp ngoài cái live stream mà hiện tại mà chúng ta đang live stream ý, thì chúng ta nên nhấn mạnh thêm về cái tiểu sử của Tổng thống. Bởi vì là đây là cuộc cách mạng tâm trị chúng ta, như vừa nãy là Tổng thống Huấn Từ đấy, thì chúng ta quán triệt rất là rõ về tại sao lại phải đưa tiểu sử của Tổng thống lên. Theo như A548, hầu hết những cái mà chúng ta vừa ấy đưa ra trong cái thời gian qua về cái tiểu sử của Tổng thống rất là đúng hết. Nhưng mà chỉ có một cái điều mà A548 cũng thấy là chúng ta còn hơi một thiếu sót nữa, không biết các vị có phát hiện ra không, đó là gì? Tức là trên cái thế giới này á, nguyên thủ của tất cả các quốc gia ấy, đặc biệt là tổng thống đấy, tức là nguyên chủ của tổng thống quốc gia, hầu hết là rất rất ít người là triệu phú đô la. Nên chúng ta cần phải chen thêm cái thông tin này vào trong tiểu sử của tổng thống. Bởi vì là làm kinh tế thì thật ra là cực kỳ khó, còn khó hơn làm chính trị. Nhưng mà đã làm kinh tế giỏi rồi thì đương nhiên là làm chính trị sẽ rất giỏi. Bởi vì là khi mà làm kinh tế nó dính liền với quyền lợi cá nhân của mình sơ hở chỉ một lời một từ, hay là mình chỉ nhầm đi một cái ý tứ nào đấy thôi, kể cả ngôn ngữ cơ thể, thì chúng ta có thể mất hàng tiền tỷ ngay lập tức. Thế thì ở đây ý muốn nói lên là gì? Chúng ta cần phải chen vào đây là tiểu sử của Tổng thống Đào Minh Quân, là ngài đã từng làm triệu phú vào những cái năm, tôi viết ở trên Facebook hay là trên các cái YouTube đấy thì không chắc chắn, cũng không rõ lắm là triệu phú, tôi cứ ghi là năm 1984 của thế kỷ trước, là một người ở Việt tị nạn đầu tiên trẻ nhất. Thế thì không biết là có chính xác không, thì tôi rất là mong được sự giúp đỡ của các bậc tướng lãnh và các vị đại biểu, quý vị đại biểu và quý đồng nhiệm đi trước ấy, thì xem là chính xác, cái độ chính xác như nào. Nhưng nói chung, bởi vì đó là thực tế hiện ra cho nên là cần phải độ chính xác thì nó sẽ tuyệt vời hơn rất là nhiều. Thì đấy, A548 chỉ có thêm cái ý kiến như vậy thôi ạ. Xin cảm ơn toàn thể họp SCC đã lắng nghe ạ. Cảm ơn A548, ý kiến rất là hay, rất là đúng. Bây giờ đó, trong anh chị em mình đã có những cái chương trình giống như chương trình mà truyền thông công lý chẳng hạn, nó rất là hay. Mình phải cố gắng để giúp phổ biến, hoặc là những bây giờ thì bên cục dân vận chưa thấy nhiều, hoặc là tiếng nói của Việt Nam Cộng Hòa mình cũng nên phổ biến, chứ không cần phải phổ biến cái like nào hết. Nhưng mà chúng tôi muốn đố anh chị em ba cái điểm này, một điểm thôi nhưng mà nó gồm ba điểm, là anh chị em quý vị chỉ cần hỏi là Hồ Chí Minh không có ba điểm này, mà anh chị em cứ phân tách nói đi nói lại ba cái điểm đó, và Cộng sản Việt Nam phải chấp nhận là Hồ Chí Minh không có ba cái điểm này. Ở trên diễn đàn có người nào biết Hồ Chí Minh không có ba cái điểm đặc biệt của ông Đào Minh Quân mà Hồ Chí Minh không bao giờ có? Ai nói được? Mà anh chị em cần nói lại ba, nói đi nói lại ba cái điểm này, mà luôn luôn phải nói lại sao công nó phải nói Hồ Chí Minh không có cái điểm này. Dạ, kính thưa Tổng thống, A516, nhà số 1. A516. Dạ, A516 xin kính chào Tổng thống, xin kính chào Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, kính chào quý tướng lãnh và quý đại biểu đồng nhiệm. Thì điểm đầu tiên mà khi mà Tổng thống vừa hỏi thì A516 đã thấy, và bao nhiêu ngày nay thì A516 cũng đã thấy cái điểm này giữa Tổng thống Đào Minh Quân và tên Hồ Chí Minh kia, thì Tổng thống đã có một cái sự, cái lòng
chung thủy nhất 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 đối với phu nhân của ngài là một cái đức tính A-năm-sáu rất là kính kính trọng vô cùng và nổi bật. Thì những người đàn ông, tất cả những người đàn ông ở ngoài xã hội, chứ không riêng gì tên Hồ Chí Minh này, nhưng mà cái tên Hồ Chí Minh này á, là hắn đã giết những người đàn bà của hắn, những người đã cùng chung với hắn, gọi là người yêu của hắn, nói chung chung là như vậy. Thì hắn là một cái tên giả thú chứ không phải là người. Cho nên cái điểm đó thôi thì chúng ta đã thấy một cái sự khác biệt, gọi là một trời một vực, giống như là hai người, một người là thần tiên còn một kẻ là ma quái. Thì đó là cái mà A-năm-sáu nhận thấy rõ ràng nhất ở cái tên Hồ Chí Minh này. Hắn không có tình người đối với những người cùng chung chăn chiếu với hắn, chứ đừng nói gì đến những người gọi là dân tộc quốc gia của hắn. Cho nên chúng ta lấy cái đó thì suy ra tới hai điều. Một là hắn không có tình chung thủy đối với người mà chung chăn với hắn. Hai là hắn cũng không có cái tình yêu gia đình, vì hắn không dám chấp nhận con cái của hắn ra mặt. Rồi một điều nữa là về vấn đề mà tình yêu quê hương đất nước thì hắn cũng không bao giờ có được, vì hắn đã giết hại những người mà người dân vô tội của chúng ta, thì chúng ta sẽ gán ghép hắn vào cái tội là hắn là gián điệp của hắn nô, hắn là người Tàu, cho nên hắn không có lòng thương yêu đối với người dân Việt Nam của chúng ta. Còn cái vấn đề thứ ba nữa thì hắn không có được là cái để A-năm-sáu suy nghĩ, tại cái vấn đề này nè, tại A-năm-sáu chưa có suy nghĩ ra được trong cái phút chốc mà nhanh quá, thì A-năm-sáu xin nhường lại để cho người khác nói, để A-năm-sáu được học hỏi thêm. Nhưng cái vấn đề thứ nhất là về cái tình chung thủy và tình yêu gia đình, và tình yêu đất nước, tình yêu con người. Dạ, hay lắm, cảm ơn. Dạ. Rồi bây giờ có vị nào phát biểu nữa không? À, kính thưa tổng thống, người kế tiếp là A-năm-bốn-bảy. Dạ, A-năm-bốn-bảy. Dạ, A-năm-bốn-bảy xin kính thưa tổng thống Đào Minh Quân, kính chào quý tướng lãnh, quý đại biểu, dạ, đồng nhiệm. A-năm-bốn-bảy xin trả lời là tổng thống Đào Minh Quân là người lật mặt nạ Hồ Chí Minh là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, bỏ hết tất cả tài sản để giúp 17 trại tị nạn, giúp người tị nạn. Điều thứ ba là vào sa mạc tu luyện 20 năm để thử thách những cái cực khổ, những cái khó khăn trong cái công việc chính sách chiến lược cứu nước. Mà Hồ Chí Minh so lại Hồ Chí Minh thì nó là một tên gian tạc, một tên ác độc, nó không có một cái điểm nào bằng tổng thống Đào Minh Quân hết. Dạ, xin thưa tóm tắt trình đó. Dạ, xin hết. À, người kế tiếp là A-năm-sáu. Xin mời A-năm-sáu. Dạ, xin trả lời ngắn gọn câu hỏi của tổng thống là Hồ Chí Minh có ba điểm mà Hồ Chí Minh không có mà tổng thống có là sự thật, tình thương và đạo đức. Và A-năm-sáu xin bổ túc là chẳng những không có cái đó mà còn Hồ Chí Minh không có thêm trí tuệ nữa thôi. Tức là bốn cái, tổng thống có sự thật, tình thương và đạo đức và trí tuệ. Hồ Chí Minh và cả cái Đảng Cộng sản Việt Nam không có cái đó, mà chỉ có chính tổng thống và chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời có thôi. Dạ, cảm ơn A-năm-18. Dạ, kính thưa tổng thống, người kế tiếp là A-năm-05. Dạ, mời A-năm-05. Dạ, kính thưa tổng thống, Hồ Chí Minh dùng củi đậu nấu đậu, tức là người Việt giết người Việt. Trong khi đó, chính phủ quốc gia, tổng thống Đào Minh Quân chủ trương là Việt không giết Việt. Điều thứ hai là Hồ Chí Minh đã dùng vũ khí để giết dân tộc Việt Nam. Ngược lại, tổng thống Đào Minh Quân dùng vũ khí tâm linh, trí tuệ để cứu dân tộc Việt Nam. Và điều kế tiếp nữa là Hồ Chí Minh tiếp tay với Tàu Cộng để phá hủy đất nước Việt Nam, trong khi Đào Minh Quân song hành với chính phủ Hoa Kỳ lấy lại đất tổ và không làm khổ dân. Dạ, thì đó là ba điều mà, rất nhiều điều, nhưng mà tôi đưa ra ba điều. Kính thưa tổng thống, tôi xin chấm dứt. Dạ, các vị, thì tôi mới hỏi sơ sơ một câu, tôi thấy chắc có lẽ là anh chị em có nhiều câu trả lời hay tuyệt vời lắm nha. Xin trân trọng kính chào quý đồng bào, quý đồng hương trong và ngoài nước. Hôm nay Đỗ Tuyết Sinh được đọc một thông báo của Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Văn phòng thường trực lấy lại đất tổ, không làm khổ dân, PO Box
2807 Anaheim, California 92814. Thông báo tuyển nhân sự. Số 0015-1611-2019, văn phòng thường trực trên TB ngày 16 tháng 11-2019. Tiếp theo thông báo số 0014-0408, văn phòng thường trực trên TB 2014 do văn phòng thường trực loan tải ngày 4 tháng 8-2019. Nay chúng tôi tiếp tục mời gọi một số các nhiệm vụ quan trọng như sau. 1. Các tỉnh trưởng bổ sung cho 72 tỉnh tại Việt Nam, 28 vị tỉnh trưởng miền Bắc, 14 vị tỉnh trưởng miền Trung và 30 vị tỉnh trưởng các thành phố phía Nam. 2. Một phát ngôn viên ngoại giao của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. 3. 7 vị tư lệnh và 63 cấp chỉ huy phụ trách Bộ Chỉ huy Chiến thuật Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Điều kiện: văn bằng tốt nghiệp cử nhân trở lên tương đương MBS và MBA của Mỹ và có số căn cước để tam Việt Nam Cộng Hòa. Quyền lợi: lương hướng và các trợ cấp tương đương như chế độ kỹ sư cao học Hoa Kỳ. Ngoài ra, để tránh những phiền nhiễu do Cộng sản Việt Nam gây ra, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời cho phép những nhà ái quốc và các thanh niên ưu tú đang nô nức tham gia chí nguyện đoàn và Bộ Chỉ huy Chiến thuật có thể dùng bí danh hay số bí và hay bí số để tự thành lập từng tổ 3 người theo bảng cấp số của Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc đã thông báo. Vì quyền lợi tối thượng của đất nước, kính mong được sự hưởng ứng tham gia tình nguyện của đồng bào và những nhà ái quốc, quý vị nhân sĩ, trí thức và các bạn thanh niên, thanh nữ rường cột của đất nước. Hồ sơ: xin gửi hồ sơ lý lịch trực tiếp về Tổng thống Đào Minh Quân, PO Box 2807, Anaheim, California 92814, hay email diplomatic@chinhphuquocgiavietnamlamthoi.com hay Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc @gmail.com. Chúng tôi không nhận hồ sơ lý lịch qua Facebook. Trân trọng thông báo, văn phòng thường trực Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Đỗ Tuyết xin trân trọng kính chào, tạm biệt. Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. Trân trọng kính chào Ngài Tổng thống Đào Minh Quân, Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý giới chức, quý đại biểu, quý thành viên trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Kính thưa quý vị, như chúng ta đã biết, Hồ Chí Minh là tên gián điệp đầu cộng, không phải là người Việt Nam. Y đã cầm đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, gây ra biết bao tang thương, chết chóc và mất mát cho người Việt. Chúng đã cướp bóc, tàn phá đất nước, di hại cho biết bao thế hệ Việt Nam, nên ai cũng muốn triệt hạ chế độ vô thần, sát máu, ác ôn này. Nhưng từng người chỉ là cá thể, như những hạt cát rời, từng tổ chức, đảng phái, hội đoàn cũng thế, chỉ là những nhóm rời rạc, không có khả năng chống lại Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng hệ thống chương cầu dân ý sẽ giúp chúng ta đoàn kết, trở thành một sức mạnh thống nhất có chỉ đạo. Thêm vào đó, hiến luật chương cầu dân ý do chính Cộng sản ban hành đã giúp cho hệ thống điện tử khoa học tân tiến nhất chương cầu dân ý biến thành sợi dây thòng lọng đã chồng vào cổ chế độ tà quyền Cộng sản và cái gọi là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ tam Việt Nam Cộng hòa đã dâng hiến cho đồng bào Việt Nam quyền siết chặt để triệt tiêu hoàn toàn một chế độ cướp của, giết người, tay sai giặc tàu là do toàn dân quyết định. Với sự hỗ trợ của Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc, cả thế giới đang nhìn về Thái Bình Dương. Hải quân và lực lượng quân sự Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Đức, Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan, Nhật Bản, Ấn Độ, Đại Hàn đã ghé qua Việt Nam. Họ biết rất rõ, đang chú ý âm mưu quân sự hóa Biển Đông của Tàu Cộng,
để sẵn sàng can thiệp. Vì vậy, chưng cầu dân ý là yêu cầu khẩn thiết nhất, cũng là trách nhiệm và bổn phận của mọi người dân Việt Nam trong giai đoạn đen tối này của lịch sử. Nếu muốn thoát họa diệt vong, không bị tàu cộng hãm hóa, với tư cách là Tổng thống Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, là người đang được dân chúng tín nhiệm, với số phiếu chưng cầu dân ý cao nhất, nhiều nhất nước, là đại diện chính thức cho người Việt quốc gia, vì quyền lợi của Tổ quốc và nhân dân Việt Nam, chúng tôi thỉnh thị ý kiến của toàn dân cho phép đứng ra giải thể chế độ Cộng sản tại Việt Nam trước phế bọn cầm quyền Nguyễn Phú Trọng tay sai tàu cộng không do dân bầu, đang bán nước hại dân. Hiện nay với đội ngũ tình nguyện viên tham gia Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, trên 35.000 người, tuy chưa đủ đoàn hoàn tất mọi công việc của nội các, nhưng tất cả quý vị giới chức, đại biểu, thành viên trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời đều tình nguyện và sẵn sàng để chuyển đổi mục đích lấy lại đất tổ, không làm khổ dân, thành hiện thực và xây dựng đất nước phục vụ cho toàn dân. Sau khi giải thể chế độ tà quyền Cộng sản Việt Nam, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa sẽ chân thành mời gọi, chiêu mời tất cả hiền tài Việt Nam trên khắp thế giới cùng trở về nước hiệp lực với những anh thư hào kiệt trong nước để xây dựng và kiến tạo lại quê hương Việt Nam thanh bình, tươi đẹp, hùng cường, thịnh vượng dưới chế độ đầy nhân bản, có cương thường đạo lý của nền Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, một chế độ thật sự có tự do, dân chủ đúng theo tinh thần nhân ái, đầy tình người của thời thượng nguyên thánh đức, an lạc vững bền. Hiện nay nhờ sự kiên trì vận động của chúng ta, những người, những nhà ái quốc, cộng đồng Việt Nam khắp nơi đã bắt đầu đứng lên bày tỏ thái độ chống tàu cộng sông Lam Việt Nam rõ ràng hơn, lá cờ vàng quốc gia bắt đầu tung bay phất phới khắp nơi. Tuy nhiên, chúng ta đừng bao giờ quên những thủ đoạn gian trá của Cộng sản để không bị lường gạt như trong quá khứ đã bị tên gián điệp đầu cộng Hồ Chí Minh giả làm người Việt Nam, cầm đầu một đảng Cộng sản Việt Nam, gây ra biết bao đau thương, tủi hận, chết chóc trên quê hương Việt Nam và còn chi hại đến hôm nay. Chủ trương và chính sách của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa là lấy lại đất tổ, không làm khổ dân, và Việt cộng, bỏ cộng còn Việt, Việt không giết Việt. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải bảo nhau, truyền tin cho nhau, dạy nhau cách nhìn rõ chân tướng của những kẻ đang cầm cờ vàng trong cộng đồng Việt Nam, đang mọc lên khắp nơi. Nên nhớ, cho dù họ có mặc sắc phục của lực Việt Nam Cộng Hòa, kể cả khi dùng logo của chính chúng tôi hay giả giả ủng hộ Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, nhưng nếu không tham gia chương cầu dân ý, không dám ký đạp mặt, mao hồ, không hợp tác với Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, thì kẻ đó hay tập thể đó đáng ghi nghi ngờ. Vì sao? Vì Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, ta đang song hành với Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc và đã kiện tàu cộng Cộng sản Việt Nam tại Tòa hình sự quốc tế. Tàu cộng và Cộng sản Việt Nam không thể trực tiếp dở thủ đoạn phi pháp tấn công Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời là giúp cho ta có thêm bằng chứng xác thực để thắng kiện. Do đó, chúng chỉ có thể dùng tay sai hay mua chuộc những kẻ có tham vọng quyền lực, chỉ nghĩ đến ô lợi cho cá nhân mà đành bán rẻ lương tâm cho loài quỷ đỏ, cố tình nhắm mắt trước sự đau khổ và sự tồn vong của giống nòi. Cũng nên nhớ, Cộng sản Việt Nam như loài ruồi nhặng, không nên để cho chúng đậu vào thức ăn, đồ uống của chúng ta, vì dưới chân chúng thường mang theo những loại vi khuẩn truyền bệnh, những bệnh rất nguy hiểm cho đất nước như bệnh gan,
gian tham, ôn hèn, thông độc, bán nước, hại dân, và chúng ta cần tận diệt. Kính thưa các anh chị em cán binh bộ đội Đảng viên Cộng sản Việt Nam, những tội ác, sai lầm, dối trá, phạm dân, hại nước, hèn với giặc Tàu, ác với dân Việt của tập đoàn đầu sỏ Cộng sản Việt Nam đang dần bị phơi bày trước ánh sáng công lý. Chắc chắn Đảng Cộng sản Việt Nam phải bị diệt vong. Một khi chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa được toàn dân tín nhiệm, được Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc hỗ trợ trở về xây dựng nền Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa trên quê hương, lúc đó chúng tôi phải tuân theo pháp luật công minh, không thể bao dung tha thứ cho những tội phạm đã cướp giật, đã gây, đã vấy máu người dân vô tội. Những kẻ hung đồ chắc chắn sẽ bị trừng trị thích đáng trước pháp luật. Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa do chúng tôi lãnh đạo đang được Hoa Kỳ và thế giới tự do ủng hộ, được dân chúng tin yêu, có chủ trương đại đoàn kết, muốn bảo tồn nguyên khí và nội lực của dân tộc để khôi phục chủ quyền của đất nước, bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, không cho Tàu Cộng thống hắc đe dọa. Anh chị em phải mau mau tỉnh thức, cùng nắm tay chung xây lại cơ đồ Việt Nam đã bị hư hại, bị tan nát do những sai lầm từ quá khứ. Toàn dân đang hy vọng, đang chờ đón một bình minh tươi sáng, một tương lai huy hoàng trên toàn cõi Việt Nam. Ngày Hoàng Kỳ chính nghĩa, cờ vàng ba sọc đỏ chính thức tung bay trên khắp lãnh thổ Việt Nam không còn xa. Tất cả cùng tỉnh thức, nắm chặt tay nhau tiến bước trên con đường về quê với hàng triệu tiếng reo hò thân yêu đang chờ đón. Cầu xin Thượng Đế, Trời Phật và Hồn Thiêng sông núi luôn che chở, độ trì cho đại nghiệp chúng dân, cứu nước của chúng ta được thành công viên mãn. Xin trân trọng kính chào, xin kính chào và hẹn gặp lại. Để kết thúc chương trình, Mimi xin kính mời quý vị cùng lắng nghe thông báo chiêu mộ và trọng dụng nhân tài. Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Đào Minh Quân, chúng tôi xin chân thành kêu gọi toàn dân Việt trong và ngoài nước, khắp nơi trên toàn cầu, tham gia vào chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để cùng nhau phục quốc, trước là cứu dân lành, xây dựng lại quê hương và sẽ cùng nhau ta bảo vệ đất nước trước thế sự đang ngã nghiêng, tình hình nguy ngập. Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời cần cấp bách thành lập nội các để chuẩn bị cho việc tiếp nhận chính quyền mà Cộng sản đã cướp từ tay của cố Thủ tướng Trần Trọng Kim, cũng như qua hai thời Đệ Nhất và Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hòa. Chúng tôi tha thiết kêu gọi nhân tài ra giúp nước, chiêu mộ các sĩ phu, nhân sĩ Việt hiện còn đang ở tại Việt Nam hay đang định cư trên toàn thế giới trong các chức vụ ban ngành như sau: ngoại giao, truyền thông, kinh tế, quân sự, giáo dục, y tế và các bộ ban khác. Nhân tài khi tham gia vào chính phủ sẽ là những người tiên phong để đại diện cho người Việt nơi các vị đang cư ngụ. Chức vụ sẽ phù hợp với khả năng và trình độ từ sự đóng góp trí tuệ để phục vụ cho sự phục hưng nước nhà. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc qua email. Email thứ nhất btlcltq@gmail.com. Email thứ hai btlcltqtng@gmail.com. Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời xin chân thành cảm ơn các vị giới chức đã và đang tham gia vào chính phủ và tất cả những thành viên đang chờ đợi để hoàn tất hồ sơ cho việc tham gia này. Đường lối của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời với chủ trương trung nghĩa và chánh đạo, vì dân, vì nước nên Việt Cộng bỏ Cộng, còn Việt, Việt không giết Việt. Thế nên các anh em nào còn chưa quay về thì xin hãy quay về đi, về với quốc gia dân tộc Việt Nam. Truyền thông công lý, thừa lệnh. Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời cảm ơn sự quan tâm cũng như luôn luôn hân hoan chào đón sự tham gia đóng góp từ các quý nhân sĩ trí thức trên mọi quốc gia của toàn cầu. Trân trọng kính chào trong đoàn kết. Chương trình phát hình truyền thông công lý xin được phép khép lại. Thay mặt cho những thành viên của chương trình, xin gửi lời kính chúc sức khỏe và sự bình yên an lạc, hạnh phúc thành công trong cuộc sống cũng như trong công việc đến với tất cả quý vị và các bạn, cũng như là sự gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp trong công cuộc đấu tranh chung này. Chân thành cảm tạ tất cả quý vị và các bạn đã lắng nghe và ủng hộ cho chương trình. Kính chúc quý đồng bào
quý đồng hương, quý vị và các bạn trong và ngoài nước được nhiều may mắn, trọn vẹn niềm tin và đặt tia hy vọng cuối cùng vào Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, để Ngài Đào Minh Quân mau sớm trở về lại quê nhà, cứu nguy dân tộc bất hạnh Việt Nam của chúng ta thoát cộng lẫn Tàu, cho toàn dân của Việt Nam, trong cũng như ngoài nước, tay trong tay, anh em quốc nội, hải ngoại, Nam, Trung hay Bắc, son sắt một lòng, chung một mái nhà mà gìn giữ vẹn toàn lãnh thổ quê hương để bảo vệ tổ quốc và dân lành, cho thế hệ cháu con của chúng ta trong tương lai mai sau được thoát hán. Kính mong quý vị và các bạn hãy tiếp tục kêu gọi trưng cầu dân ý để ủng hộ cho Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời có thêm tiếng nói và sức mạnh trước quốc tế, để mau sớm giải thể tà quyền cộng sản tại Việt Nam trong một ngày gần đây nhất. Xin trân trọng cảm ơn và kính chào tạm biệt quý vị và các bạn. Dân tộc Việt bất khuất, cương thổ Việt bất phân, nhân dân Việt bất ly, và đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, Tổng thống Đào Minh Quân yêu nước thương dân là bất di bất dịch, truyền thông công lý vật đổi sao dời, với tấm lòng son tận trung vì nước. Thân ái kính chào tạm biệt. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, giờ này ngày xưa trên quê hương tôi bão tố tơi bời, mẹ vượt đại dương ra khơi lênh đênh trên chiếc thuyền con, chỉ vượt đèo cao qua bao gian lao thân xác hao mòn, còn lại người cha chung thân đêm đêm trong chốn ngục sâu. Và giờ đàn con ngây thơ năm xưa đã lớn khôn dần, một lòng vì dân noi gương ông cha đúng chí tài trai, nguyện cùng ngày mai tương lai non sông không màn đêm tối, nguyện cùng hồn thiêng anh linh năm xưa gục chết trong tù, một ngày không xa trên quê hương ta đổi mới tươi màu, bằng vạn lời ca ca vang vang xa hai tiếng tự do, người người tự do cho quê hương ta thay màu áo mới, nụ cười thật tươi trên đôi môi em hằn vết khô cằn. Giờ đàn con ngây thơ năm xưa đã lớn khôn dần, một lòng vì dân noi gương ông cha nung chính tay trai, nguyện cùng ngày mai tương lai non sông không màn đêm tối, nguyện cùng hồn thiên anh linh năm xưa gục chết trong tù, một ngày không xa trên quê hương ta đổi mới thay màu, màu cờ tự do tung bay bay cao cao vút từng xanh, người người tự do cho quê hương tôi xanh cùng thế giới, rằng người Việt Nam dân tôi hôm nay đầy những anh tài, người người tự do cho quê hương tôi xanh cùng thế giới, rằng người Việt Nam nơi đây hôm nay đầy những anh tài. Việt Nam ơi,
tỏa chiếu trên khắp quê hương Việt Nam, trưng cầu dân ý sạch bóng hung nô tham tàn. Chiều chiều người dân hân hoan bầu cho xứng danh, bầu đảo kinh quân thương dân vì nước quên mình. Đoàn kết chung dựng xây tổ quốc ta kiêu hùng, rồi một ngày mai tương lai Việt Nam sáng tươi, một trời hạnh phúc sống thiên đường vừa thế gian. Bình minh tỏa chiếu trên khắp quê hương Việt Nam, trưng cầu dân ý sạch bóng hung nô than tàn. Chiều chiều người dân hân hoan bầu cho xứng danh, bầu đảo minh quân thương dân vì nước quên mình. Đoàn kết chung rừng xây tổ quốc ta kiêu hùng, rồi một ngày mai tương lai Việt Nam sáng tươi, một trời hạnh phúc sống thiên đường vừa thế gian. Trưng cầu dân ý bầu đào minh quân, trưng cầu dân ý bầu đào minh quân, trưng cầu dân ý bầu đào minh quân, trưng cầu dân ý bầu đào minh quân.